Chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì một số cái mã hàng mới bên em hàng vừa về xong này, em sẽ quay view cho bác trực tiếp về những cái sản phẩm bên em hàng vừa về xong nhá. Về ít kia, mã hàng mic không dây, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng mic không dây này, giá 550.000 một bộ bao sim nhá, hai mic rất ok luôn, hát cực kỳ hay. Rồi là đợt này về thêm bác cái đèn cắm trại này, rất là đẹp luôn, 90.000 một cái. Rồi là rất nhiều những mã hàng khác nhá. Thì các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ cho em là các bác mua hàng hóa đơn từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác, rồi giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Và em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng mic không dây, báo giá bác luôn 550.000 một cái bộ mic không dây này, bao ship cho bác luôn. Cái bộ mic không dây này thì nó sẽ gồm có hai cái nhá. Đấy, cái này thì em test rồi, nghe hay lắm, hát hay gọi, hát nghe cực kỳ hay luôn. Sản phẩm thì sẽ là hàng mới nguyên hộp như này đó, đầy đủ phụ kiện full hộp cho các bác luôn, về các bác xài rất ok nhá. Hàng này thì của Mỹ ạ, thương hiệu đến từ Shure nhá, Shure made in USA, cực kỳ ok luôn này. Đây đấy, thiết kế mic rất chắc chắn nhá, cực kỳ đẹp tinh xảo luôn. Sẽ gồm có là hai mic nhá. Đấy, dòng này thì là dòng không dây, không dây thì về các bác không cần phải dây dợ lằng nhằng, chỉ cần cắm cho em mấy cục kết nối vào, sau đó các bác bật mic là xà thôi, không cần phải dây dợ gì lằng nhằng, nó tiện cái là không dây. Đấy, đi về các bác lắp cho em cái này vào này, đấy, lắp cái này vào là nhìn lên rất ok. Đây đấy, nó sẽ có hai cái, một cái hai cái, hai màu khác nhau nhá. Đây lắp luôn mà nhìn cho nó đẹp này, đấy quá đẹp luôn, lắp vào cái nhìn uy tín ngay. Đó, rất đẹp đấy nhá. Đây hai mic này đi kèm cho bác là pin của nhá, pin. Đấy thì mic này, mic mic không dây là xài chắc chắn là phải có pin rồi. Đấy thì đi kèm cho bác là ba pin của nhá, ba pin. Ba pin thì sẽ có là hai pin cho hai mic, hai pin cho hai mic và một pin cho cái cục kết nối không dây nhá. Đấy thì hướng dẫn các bác luôn này. Thì về các bác sẽ lắp cho em hai pin vào hai cái mic nhá. Đấy tháo ra. Ở đây nó có cái ấy, lắp cho em đúng đầu âm dương nhá. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Cái này thì nó hơi căng chút, các bác về ấn vào. Đó, rồi. Sau đó là các bác ra bật mic test lên cho em này. Đấy, lên rồi nhá, nhá. Lên rồi này. Đó, rất ok, rất là dễ sử dụng thôi. Đó rồi, các bác giữ lì thì sẽ bật, giữ lì sẽ tắt nhá. Đó thì các bác lắp cho cái đuôi này vào. Rồi các bác xài thôi. Đấy, Su Made in USA này. Đấy là các bác lắp xong pin vào mic nha. Tiếp theo là các bác lắp pin vào cái cục kết nối không dây được chưa? Đấy, lắp pin vào đây. Đây, lắp đúng đầu pin nha. Đây nó có cái hiển thị này. Đấy, lắp đúng đầu pin vào nhá. Nó sử dụng cái pin là pin 18650. Cái pin này thì rất là hay là các bác không phải thay thế gì. Các bác chỉ việc là sạc lại và các bác lại dùng thôi. Khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào dùng. Đấy, thì đây nó sẽ có nút on off này, bật lên cho em. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào cái âm ly hoặc là cái bộ thu phát tín hiệu ấy, các bác cắm vào để nó ra âm thanh nhá. Thì đây em sẽ test cho bác coi luôn. À, một cái hai nữa của cái sản phẩm này là toàn bộ nó dùng cái pin sẽ là cái pin 18650 thôi nhá. Đây, pin 18650 này. Cái pin này thì thị trường nó bán rất là nhiều. Ví dụ như sau này mà nó có hỏng pin thì các bác vẫn có thể thay thế cho em thoải mái luôn nhá. Và nếu mà các bác có nhu cầu muốn mua thêm cái pin này thì bên em đang bán một cái viên pin 18650 này. Bên em đang bán lẻ bác là 20.000 một viên thôi nhá. 20.000 một viên nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều mua thêm. Còn không thì hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc các bác cắm vào cho em. Đây này, nó có cái cổng sạc DC 5V này. Đấy, đi kèm nó sẽ có là cái dây cáp sạc như này nhá. Cái dây cáp sạc này, lại các bác cắm vào đây. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây này, đây là cái cục sạc Samsung nha em đang xài này. Đấy, nếu mà các bác có nhu cầu mua cái cục sạc này để về sạc cho thiết bị các thứ hoặc là sạc cho cái mic này thì bên em đang bán cho bác là lẻ một cái cục sạc của Samsung nha. Giá sẽ là đi 30.000 một cục nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cục sạc Samsung. Công suất của nó sẽ là 5V 2A, giá đang gửi bác là 30k một cái cục sạc nha. Đấy, 30.000 một cục nhá. Đấy, nếu các bác nhu cầu mua thêm. Đó thì đây, về thì các bác cắm trực tiếp vào cái cổng USB này. Đấy, sau đó một cái đầu lại các bác cắm vào cái mic là các bác sạc cho cái mic này rồi. Đấy, sạc đầy pin thì các bác lại lôi ra các bác xài. Cái này anh thấy luôn nhá, hai cái đều có cổng sạc luôn. Và cả cái bộ kết nối này cũng có cổng sạc luôn này. Đây này, toàn bộ là thiết kế thông minh thôi, là các bác sạc một lần và dùng được nhiều lần nhá. Và khi mà hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc, nó như kiểu là điện thoại thông minh bây giờ ấy. Hết pin thì các bác lại lôi ra sạc thôi. Dùng hết pin lại lôi ra sạc có thế thôi, rất tiện dụng, không cần phải thay tháo nhiều lần. Đó, đây là trên này có nút on off bật tắt này. Đấy, các bác bật tắt ở đây. Ở đây thì giữ lì cho em nhá. Đấy, giữ lì lên và các bác muốn tắt thì các bác giữ lì cho em.
có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ dùng luôn. Và một cái rất là hay là đi kèm, nó sẽ có đi kèm cho bác một cái cổng kết nối như này. Đấy, cái cổng kết nối này để làm gì? Bình thường là các bác về cắm âm ly ấy, là các bác cắm trực tiếp cái này vào âm ly, rồi cái bộ thu phát âm thanh nhà mình các bác cắm vào là các bác xài. Còn cái này thì ví dụ như là các bác có một cái loa Bluetooth ấy. Đấy, một cái loa Bluetooth ấy thì các bác cắm vào cho em. Và cái chân này còn lại, các bác xem cái loa Bluetooth nhà mình nó có cái cổng chân 3.5 mm này không? Các bác cắm trực tiếp vào cái cổng 3.5 mm là các bác xài. Đây ví dụ như em đang có một cái con loa Bomox 3 này. Đấy, nó có cái cổng chân AUX 3.5 này. Đấy thì các bác cắm trực tiếp vào cho em. Đây em bật loa cho bác coi nhé. Đó. Đấy, sau đó các bác cắm vào cho em. Đó, các bác cắm vào. Sau đó các bác bật on lên nhá, nhá. On lên. Đó thì giờ em sẽ test test mic cho bác này. Alo, 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 alo. Đây nhá, đây, về thì các bác có cái một cái loa không dây nhẹ nhẹ này. Đây ví dụ đây em đang có một cái loa không dây này. Đấy về các bác là đi kèm nó có một cái cổng kết nối 3.5 này. Các bác cắm trực tiếp vào cái phần tai nghe của cái loa này. Đây ví dụ em đang cắm đây nhá. Đấy cắm này. Đấy, nó sẽ nhận nha. Bắt đầu em test này. Là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 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 alo. Đấy. Rất ok nha. Đấy, nghe có độ vang các thứ đầy đủ luôn. Mic thu rất tốt luôn các bác nha. Đấy. Các bác nghe thực tế là em đang nói bằng mic luôn. Nghe rất ok luôn. Đấy. Cái này là bằng cái loa Bluetooth của nhá. Về đó các bác cắm vào mic là nghe rất hay luôn. Đấy, về các bác cắm vào cái âm ly thứ như mình nhìn nhau hai nữa. Còn đây là loa mà nó đẩy lên nghe rất ok rồi. Bắt rất tốt, rõ ràng luôn. Rồi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của Sốt Tiến Hiền các bác nhá. Đó, nghe rất ok. Rồi, đấy là thực tế về cái sản phẩm mic không dây này. Đấy, cái này thì em đang quay cái cách kết nối là bằng loa không dây Bluetooth này thôi. Còn nếu mà về thì về các bác cứ có âm ly, các bác cứ cắm trực tiếp âm ly mà xài nghe nó vẫn chuẩn hơn đúng không ạ? Cái này thì ví dụ như là mình cần hát di động mà cần di chuyển di động thì các bác cắm vào đấy để các bác xài. Vì ví dụ là trong trường hợp là những cái loa bây giờ là thường thường nó không có cái cổng to này thì các bác cắm vào cổng nhỏ thì nó sẽ đi kèm là một cái cổng chuyển đổi này thì về cũng khá là tiện. Đấy, về dùng rất hay luôn. Đó, cắm phịch vào cái. Thế là xong. Ok, rồi các bác nhá. Rồi chọn bộ như này đầy đủ phụ kiện. Về là các bác lắp vào là xài. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra test cho em thoải mái luôn. Nói chung là khá là ok đấy. Nghe hay, xịn, chất lượng, hàng của Shure nhá, made in USA đó. Hai mic rồi là pin biếc, bộ kết nối không dây đầy đủ đi kèm luôn. Pin là pin sạc quá nhá, pin là pin sạc, không phải pin sử dụng một lần nên là có yên tâm nhá. Bộ này sẽ có giá là đi 450.000. Đấy 450.000. À thì lỗ bác là 550.000 nhá, 550.000. Và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship bác luôn là một bộ đầy đủ nha. Đây, đấy bộ mic không dây, hai mic với nhá, hai mic 550k bao ship tại nhà bác luôn, hàng của Mỹ, rất xịn sò ngon lành. Đó. Rồi qua mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã đèn cắm trại này, cái này dùng hay lắm. Đó, về các bác đi cắm trại, đi picnic, đi chơi này. Đấy, xa nhà không có điện lưới thì các bác dùng cái này cho em rất ok. Có ví dụ như là trong trường hợp mất điện các bác lấy con này cho em xài rất hay luôn. Đó. Thiết kế rất chắc chắn nhá, nhìn rất là đẹp, vừa decor trang trí, vừa làm đèn chiếu sáng, rất là xịn sò luôn. Toàn bộ thân đèn nha. Đấy, và có phần móc treo đeo lên đeo lại rất ok, nhìn rất đẹp thẩm mỹ luôn nhá. Công tắc bật tắt đây, nó như kiểu dạng chiết áp coi. Đấy đây, các bác muốn tăng giảm độ sáng thì các bác điều chỉnh ở cái chiết áp cho em. Đấy, kèm công tắc luôn, tách cái lên này. Đấy, và chiết áp này tăng giảm độ sáng đây luôn, tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá, rất hay. Và đi kèm là có một cái cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái pin 18650 nhá. Pin này thì rất là phổ thông và dễ dàng thay thế rồi. Ví dụ như là có hỏng pin, hết pin thì các bác ví dụ có pin này thì các bác lại lấy cục pin ra thay cục pin khác vào nếu pin này hỏng, hoặc là ví dụ như là pin này hết mà chưa kịp sạc lại thay pin khác nào. Thì bên em đang bán một viên pin 18650 nha. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đang bán bác là 20.000 một viên thôi nhá. Đó thì đang bán thêm cho bác là một viên này là 20.000 nếu các bác có nhu cầu mua thêm. Còn sẵn trong này nó có pin sẵn rồi. Thì hết pin thì các bác lại sạc vào và các bác xài thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bên em đang gửi bác là đi 90.000 một cái, 90.000 một cái. Lên mã cho em sẽ là cái đèn cắm trại, đèn cắm trại giá 90k. Đây, chỗ này là cái cổng cáp sạc này. Đấy, về các bác kết nối cắm cái này vào đây
Sau đó là các bác cắm cái chân còn lại vào cái củ sạc điện thoại nhà mình ấy. Nó sử dụng cái nguồn điện là 5V 2A. Về các bác có cục sạc điện thoại các bác cắm vào đây là các bác sạc nó rồi, có thế thôi. Sạc sạc đầy thì lôi ra dùng, hết pin thì các bác lại mang vào sạc, có thế thôi. 9.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn cắm trại nhá. Nếu cho mã giúp em là cái đèn cắm trại. Đấy, đèn cắm trại. 90k một cái đèn cắm trại nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái môi cơm inox này. Đấy, cái này rất là hay nhá, hàng mới về luôn đấy. Đó. Bình thường là các bác hay thấy những cái môi cơm nó bằng nhựa không ạ? Bằng nhựa. Cái này là bằng inox này. Cái này thì em báo giá luôn nhá. Giá của em là gửi bác là 50.000 một cái môi cơm inox này. Đấy, bình thường là các bác hay nhìn thấy những cái môi bằng nhựa nhưng con này là rất là hay, thiết kế rất hay, nó bằng inox. Đấy, Su 34. Về các bác cứ test 500 cho em thoải mái luôn. Inox thì các bác dùng yên tâm là rất là bền này. Thứ nhất là bền, mà thứ hai là nó sạch sẽ. Đấy, sạch sẽ mà an toàn sức khỏe. Bình thường các bác dùng như môi nhựa là nó phải chuẩn cơ. Thì như chất liệu nhựa nó chuẩn thì các bác ví dụ các bác xúc cơm với nữa nó tiếp xúc với nhiệt nóng thì không lo, chứ còn các bác mà dùng những cái môi nhựa mà kiểu dạng vớ vẩn ấy là cái nhựa rất là độc. Như thì các bác chuyển sang dùng cho em cái môi inox này. Thứ nhất là sạch sẽ, an toàn và ok. Đấy. Giá của em đang gửi bác là 50k một cái môi cơm inox nha. Đó, giá thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái môi cơm inox nhá. Cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn. Các bác về xài chuyển sang cái hệ inox cho em. Đấy, hàng bên em mới về nên ôm lô số lượng hữu hạn đâu nhá, không có nhiều đâu. Đấy, về bán thử bác này. Về các bác xài thử dùng rất ok luôn. 50.000 một cái này, dùng bền, an toàn sức khỏe mà chất lượng nhá. Su 34, nhận hàng cứ kiểm tra test 500 cho em thoải mái luôn, sạch sẽ ok. Sản phẩm tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng điếu ngải cứu này, hôm nay hàng mới shop tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu nhá. Một hộp là 10 điếu ngải cứu, về các bác xài. Thứ nhất là xài để mình lấy mùi thơm này. Đấy, cái này khi mà các bác ngửi cái mùi ngải cứu này rất là nhẹ người luôn. Đấy, tốt cho sức khỏe, mà thứ hai là con này nó có tác dụng đuổi muỗi nhá. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng rất là tốt luôn. Đấy, rồi là ví dụ như là nhà cửa lạnh lẽo, các bác thắp lên cho em một nén như này. Đấy, ấm áp nhà cửa ok luôn. Đó, nó là dạng điếu điếu to này nhá. Nó kiểu là cái điếu xì gà. Đấy thì bên em hay gọi là điếu ngải cứu nhá. Đấy, điếu ngải cứu. Trong này là sẽ có ngải cứu. Cái này về các bác không cần phải bóc gì cả, về chỉ việc là các bác đốt đốt lên sau đó các bác gì thôi. Sau đó các bác xài thôi. Thì đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đế như này. Đấy, một hộp này sẽ có kèm một đế nha. Cắm nó vào đây. Đấy, cho các bác để lên nha. Và các bác đốt trực tiếp cái đầu này thì nó có thế nó cháy dần là nó sẽ tỏa mùi hương ra rất là thơm. Đấy, rất nhiều công dụng nhá. Tốt cho sức khỏe này, rồi là xua đuổi muỗi này. Đấy, xua đuổi muỗi côn trùng, rồi là giúp nhà cửa ấm cúng. Đấy, rất ok luôn. Một hộp là 10 điếu luôn nhá. Giá thì siêu tốt bình dân luôn. Lên mã cho em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá, 10 điếu. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30k. 30k một cái hộp điếu ngải cứu này. Đấy, cứ lên mã cho em sẽ là điếu ngải cứu này. Điếu ngải cứu nhá. Đấy, chất liệu là toàn bộ là từ ngải cứu ạ. Ngải cứu từ thiên nhiên nên rất an toàn. 30k một hộp 10 điếu nha. Đấy, đi kèm sẽ có là một cái đế gỗ này để về các bác cắm cái điếu này vào các bác đốt lên có nhá. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Ngải cứu đường muỗi thơm phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ cây ngải cứu an toàn với nhiều công dụng như đuổi muỗi, diệt khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại. Thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Rất nhiều công dụng nhá. Đấy, đem lại sức khỏe này. Rồi là thông thoáng nhà cửa nhá. Thông thoáng nhà cửa rồi là dùng rất nhiều công dụng khác nhau. Đấy, cho một cái không gian trong lành, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của mình ngày cứu dùng rất là tốt cho sức khỏe luôn nhá. Đấy, thì ở đây một hộp là 10 điếu này, giá sẽ là 30.000 một hộp nhá. 30.000 một hộp. Lên mã cho cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. 30k. Một hộp 10 điếu ngải cứu đi kèm cho bác là một cái đế này nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chai dầu gió của Singapore, hàng mới shop tiếp tục hàng về này. Đấy, về các bác bôi đau nhức người ngậm này, côn trùng đốt các thứ dùng rất là tốt luôn. Một cái lọ này dung tích của nó sẽ là 24ml, hàng cam kết chuẩn của Singapore luôn, made in Singapore, hàng xách tay nhá. Bản này xuất cho thị trường của Mỹ luôn này con này. Đấy, thị trường của Mỹ luôn, rất là xịn. Đó. Một hộp là 24ml nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra, bóc rồi là test thử các thứ thoải mái cho luôn. Giá bên em đang gửi bác thì một cái lọ dầu gió nha. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 lên mã cho em sẽ là cái lọ dầu gió nhá, lọ dầu gió của Singapore. Đấy, một lọ là 50.000. Một lọ dung tích là 24ml coi nhá. 24ml, 50k một lọ dầu gió này coi nhá. Tiếp theo thì lại về tiếp tục đó là cái mã hàng keo dán giày. Đấy, báo giá bác luôn, bán nhanh bác luôn, 20.000 một típ keo dán giày này.
20k một tít này. Lên mã giúp em sẽ là cái keo dán chuyên để các bác dán giày, dán dép nó bị rách, bị đứt các thứ đó. 20k một tít. Đấy, 20k một tít, các bác lấy 3 tít. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 3 tít nhá. Đấy, 5 cái 3 tít, còn các bác lấy 1 tít để là 20k. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Keo dán giày dán cực kỳ chắc luôn. Một tít này sẽ là 60 mm. Đấy, 60 mm, dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác chuyên dùng để dán giày rách, dép rách bị đứt các thứ rồi. Các bác chuyên dùng để dán nhá. Hàng này thì bên em đang bán của nó sẽ là hàng đầu kim. Đây coi nhìn này. Hàng sẽ là cái hàng đầu kim này. Các bác dùng là yên tâm, nó để được lâu. Bình thường là những cái dạng đầu ấy là hay bị, các bác dùng hay bị bịt này. Đấy, nhưng con này nó là dạng đầu kim. Đấy, các bác không mà lo cái đầu nó bị bịt hay nó bị tắc các bác nhá. Đấy là các bác cứ dùng cái các bác xỏ vào là nó sẽ thông cái đầu luôn. Đấy, lần sau là các bác có thể dùng được mà các bác yên tâm là để lâu được nhá. Đấy. Giá em đang gửi bác là một típ là 20.000. Lấy 3 típ sẽ là 50.000 nhá. Lên mã cho em sẽ là lọ keo dán giày. Đây các bác cùng xem thực tế video này. Đồ vật bị gãy đầy từng vụ vứt đi. Hãy thử ngay keo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ố vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ố vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, đấy là cái lọ keo dán giày. 20k một típ nhá, lấy 3 típ 50.000. Siêu phẩm loa bong box 3. Đấy, hay còn gọi là loa B3 nhá. Thế thì hàng bên em tiếp tục hàng về rồi. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn các bác luôn. Đó sẽ là 450.000 một cái con loa bong box 3 này. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái con loa B3. Đấy, loa B3 450k. Đấy, 450k và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Bữa trước rất nhiều bác hỏi cái mã loa này nhưng mà đang bán hết hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đó thì đây. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Đây em sẽ đập hộp loa coi này. Trước loa nghe cực kỳ hay luôn. Con này thì bass căng, check sâu, nghe rất là thích các nhá. Đấy, nghe rất thích. Sản phẩm là sẽ gồm có là một thân loa này, đi kèm thì sẽ có là dây cáp sạc, rồi là cái này là cái dây kiểu dạng kết nối tai nghe, thì cái dây hầu như là cũng không dùng nhiều lắm, chủ yếu là cái dây cáp sạc thôi. Đây là cái dây cáp sạc nhé. Con này nó sử dụng cái nguồn sạc là 5V 2A. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm trực tiếp cái đầu USB này vào cục sạc, và cái đầu còn lại đó là cái đầu chân tai si, các bác cắm mở cái này ra, các bác cắm trực tiếp lên cho em là các bác xài thôi. Đây, cắm vào đây đó, sau đó các bác sạc căng đét cho em lên. Đấy, sạc căng lên, sau đó là các bác xài. Đấy, sạc khoảng tầm 1 tiếng đến tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy rồi. Nguồn sạc vào của nó sẽ là nguồn DC 5V này. Đấy, AUX là cổng tai nghe, là USB này, đó là cái cổng kết nối USB. Đấy, rồi là thẻ nhớ, có cả chỗ cổng thẻ nhớ luôn nhá. Đấy, rồi là có cả kết nối Bluetooth 5.0 luôn, cực kỳ xịn sò. Đây đó, cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, có phần quai sách này, các bác rất tiện dụng luôn, đi chơi này, đi du lịch này. Đấy, các bác sách mang đi nghe nhạc như nhũng cho em rất ok, rất tiện dụng đi picnic, cắm trại dã ngoại cho em nhá các nhá. Đấy, con này có cả hệ thống đèn led 7 màu, nháy cực kỳ đẹp luôn. Đây em sẽ mở ra bác coi này, thì hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Các bác giữ cái nút này cho em này, đó, bắt đầu là nó kết nối nhá. Đó, tinh gái bắt đầu là đang báo là kết nối Bluetooth nha các bác nhìn này. Đấy, đèn nháy 17 triệu màu, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Bây giờ các bác sẽ lấy điện thoại ra, sau đó các bác vào cái phần Bluetooth, các bác mở cho em là cái tìm cho em cái tên loa, sẽ là mã sẽ là loa Bong Box 3 nhá. Đấy, Bong Box 3. Nó đúng với lại cái mã ở trên cái hộp nó ghi này. Đấy, Bong Box 3 này. Đó. Đây, các bác nhìn này. Đấy, nó có cái mã Bong Box 3 các bác. Ấn vào kết nối cho em. Đấy, nó kêu tình cái kết nối nhá. Đây em sẽ đi vào test loa để bác coi nhá. Đây, nhạc test loa. Đó. Rất xịn sò, ok luôn nhá. Đấy, có đợi chút. Đây em test cho bác coi. Đấy, nghe rất hay nhá. Nghe cực kỳ hay luôn. Con này nghe bass căng các bác nhá, bass căng, check sâu, nghe rất thích. Các bác nghe nhạc vàng này, nhạc bolero này, rồi là nhạc trẻ, nhạc sàn được hết các bác luôn nhá. Đấy, được hết luôn, cân tất cả mọi thể loại nhạc luôn. Đấy, được mệnh danh là phòng 3 di động, nghe cực kỳ hay. Các bác nghe nó đập đâu ra đấy luôn. Đấy, bát ra bác mà chét ra chét, nghe đâu đấy luôn ạ. Đấy, nghe cực kỳ thích luôn nhá. Đấy, đây. Đèn 7 màu nháy cực kỳ hay. Có nhìn này, đập này, rung màng luôn nhá. Đấy, đây. Đấy, màng đập rung luôn nhá các bác nhá. Đấy, thấy không?
Bác thấy quả bát nó đập vào nghe rất hay luôn. Đấy, và cái con này là nó di động ạ, có thể xách đi mọi nơi mọi chỗ nhá. Đấy, mọi nơi mọi chỗ luôn. Và đấy là cái kết nối với lại Bluetooth nhá. Ngoài ra thì nếu mà các bác có thẻ nhớ hoặc là cái USB mà nó có sẵn nhạc thì mình có thể cắm vào và mình nghe được luôn. Đấy, còn hầu như bây giờ thường thường là ai có điện thoại thông minh rồi, các bác kết nối điện thoại nghe cho nó tiện mà mình chọn bài, nick bài thì cứ lắm lúc nó cũng tiện hơn. Đấy, ví dụ như các bác muốn đổi bài khác bấm luôn trên điện thoại nó nhanh. Đấy, bấm nhiều khi bấm ở trên kia nó cũng khó. Đây, đấy, bấm điện thoại này. Thực tế về cái sản phẩm loa B3 nhá, các bác cứ lên mã nha, em sẽ có con loa B3. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò nha. Giá của nó sẽ là đi 450.000 một cái con loa B3 này. Đấy, bao ship tận nhà các bác luôn. Về thì hết pin các bác lại sạc vào và các bác xài có thế thôi, rất tiện dụng và ok. 450.000 một con bao ship nhá, loa của JBL rất xịn sò. Mã sẽ là Bombova B3 450.000 bao ship tận nhà. Rồi. Tiếp theo thì bên shop lại tiếp tục về một cái mã hàng rất là hot hit và bán cực kỳ nhiều bên shop đây. Đó là cái con máy dâu Zandu này, thương hiệu như ông già, rất nổi tiếng luôn và bán cực kỳ nhiều. Và máy chạy cực kỳ êm, khỏe, cạo ngon, ok nhá. Hàng hãng rất chất lượng luôn. Đây, đấy, nguyên hộp nha, mới kem nguyên hộp luôn nhá. Một con sản phẩm máy cực kỳ chất lượng. Đấy, các bác bỏ qua những con dao cạo đi. Đấy, mua trong con máy về các bác trải nghiệm và sử dụng sản phẩm nhá. Đóng trong hộp nhựa rất cẩn thận luôn này. Đấy, có phần bảo vệ bọc lưỡi này. Rồi đây là thân máy này. Đấy, thân máy nút on off bật tắt này. Đấy, on off bật tắt nhá. Bên dưới thì sẽ có là cái cổng sạc điện các bác nhá. Con này cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác sạc thôi. Các bác sạc cho em 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy, đừng có để lâu quá nhá. Để lâu quá là pin nó sẽ chai và rất nhanh hỏng pin nhá. Đấy, và lúc nào mà các bác xài, các bác cảm thấy là máy nó yếu, nó hết hẳn pin thì các bác mới sạc nhá. Còn cứ đừng các bác sạc liên tục vào. Càng sạc nhiều thì pin nó càng nhanh hỏng ạ. Đấy, nói chung là mình cứ lưu ý những cái sản phẩm ấy thì dùng nó rất là bền, nói chung là của bền tại người mà. Đấy thì các bác dùng, các bác cũng nên lưu ý về những cái sản phẩm mà nó có những cái pin tích điện này. Đấy, để dùng hết hẳn đi bắt đầu các bác đã sạc lại cho em. Nên là dùng như thế rất là bền luôn. Và đi kèm cho bác là một cái chức năng rất là hay, đó là cái chức năng tăng đơ nhá. Đấy, tăng đơ thì các bác chỉ việc là ấn đẩy cho cái này lên. Đấy thì sẽ hiện ra cái phần tăng đơ. Bật cho em công tắc lên thì nó sẽ chạy tăng đơ nhá. Và ví dụ như là những cái dâu dài thì các bác dùng cái tăng đơ này, các bác tỉa cho nó ngắn lại. Đấy, tỉa cho nó ngắn lại. Và bắt đầu là khi mà nó ngắn lại rồi thì bắt đầu là các bác cất chèm cái tăng đơ đi. Và các bác bật máy lên. Đấy, bắt đầu là các bác di. Đấy, di. Những cái chỗ nào mà dâu nó cứng, dâu nó dài thì bắt đầu các bác chấm cho. Đấy, chấm chấm nha. Đấy, chấm nha. Và những cái chỗ nào mà bắt đầu là dâu nó bắt đầu là nó đều đều, nó dễ cạo, nó bắt đầu các bác di. Đấy, con này cái chức năng cạo của nó là dạng lưỡi ngang. Nên các bác cứ di đều tay, di đều tay, di đều tay. Di vừa di các bác vừa gảy, vừa di vừa gảy nhá. Vừa di vừa gảy. Còn những cái chỗ nào mà dâu nó dài này các bác chấm chấm nhá. Chấm chấm này. Đấy các bác chấm này. Đấy chấm cho nó giữ lì, chấm không biết nó giữ lì cho. Đấy. À, máy của dâu này các bác cạo là nó cũng cả là một nghệ thuật đấy, chứ không phải là nhiều khi nhiều bác cạo cũng không, có khi các bác cạo không đứt đâu. Đến lúc các bác bảo là bán cho bác máy đều hay nha. Đấy, chủ yếu là do các bác bản thân các bác xài, các bác chưa biết xài. Đấy nên là các bác xài thì các bác nên để ý và các bác xài một thời gian thì các bác sẽ quen thôi. Đó, một con máy cà râu rất chất lượng luôn mà giá thì vô cùng bình dân hạt rẻ nhá. Rồi lên mã giúp em sẽ con máy cà râu bạc nhá. Máy cà râu bạc hoặc là máy cà râu Zandu. Đấy, thương hiệu của ông già nha. Giá của nó thì sẽ là 90.000 một chiếc máy cà râu nha. Chỉ có 90.000 thôi. Giá nó rất là hạt rẻ bình dân. Bỏ ra giúp em chưa đến 100.000 sở hữu là một cái con máy cà râu này về các bác xài dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, và bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là lưỡi thay thế nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm lưỡi thay thế thì bên em đang bán một bộ lưỡi thay thế cả màng cả lưỡi nhài, là một bộ nhài là 20.000 một bộ nhá, 20.000 một bộ thôi, giá rất bình dân. Hướng dẫn các bác thay lưỡi luôn này, thì về các bác muốn thay lưỡi thì các bác rút cho em cái này ra. Đấy, rút cho em cái này ra, rút mạnh như này. Đấy, rút ra nhá, thì đây nó sẽ lộ cái phần lưỡi lên và các bác rút cho em cái này ra. Đấy, thì các bác cái này là cái lưỡi này. Đấy, đây là cái lưỡi này, thì các bác bỏ cái lưỡi cũ ra, cắm cho em cái lưỡi này vào đây, cắm đây, cắm phịch cái và thế là xong. Đấy, có thế thôi, rất là dễ dàng thay thế nhá. Đây các bác cắm ở đây, ấn mạnh tay cho em chút này. Đấy, kéo cái tạch cái là khớp vào là xong. Ok, sau đó là các bác lại đậy cái này vào. Đó, và cái màng này các bác muốn thay thì các bác đẩy cho em cái màng này ra. Đây nó có cái màng này. Đấy, đẩy cái màng này ra. Đấy, các bác lại thay cái màng khác vào là xong. Ok. Đấy là các bác bật máy lên là các bác lại xài thôi.
Đấy, chỉ việc là sạc pin sai, và thi thoảng là nếu bẩn thì các bác có lấy ra, hãy mở ra các bác vệ sinh, lấy cái chổi bàn chải răng các bác quét qua cho em một lượt là xong là ok rồi. 90.000 một con máy của dâu nha. Còn nếu các bác muốn mua thêm bộ lưỡi thay thế nữa thì bên em đang bán một bộ lưỡi này là 20.000 một bộ nhá. Lưỡi thay thế là 20.000 một bộ. Còn nguyên máy không thì đang bán cho bác là 90.000 một máy nhá. Đấy, đang bán cho bác là 90.000 máy thôi. Giá rất bình dân. Ở đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này để các bác cùng xem và trải nghiệm này, các bác cùng coi này. Mua rẻ cạo đấy, không lỗi. Đây, cạo không lỗi hay là lỗi hay không thì anh em có thể xem qua này. Biết cách mua hàng online mà không biết cách sử dụng thì cũng vứt anh em ạ. Và đây một cái máy cạo râu gian đao này. Với cái bộ râu này thì rất nhiều người khi mà sử dụng cái máy này chưa biết cách cạo nếu mà mới mua nhá. Và mọi người có thể nhìn qua này. Đầu tiên là sẽ cạo râu ngắn đi, và khi mà ở bên hông có chức năng gạt lên. Đấy, có nhìn trong video test thì trước khi cạo thì nếu mà râu dài là các bác dùng cái tăng đơ. Các bác tỉa giúp em cho râu nó ngắn đi nhá. Đấy. Khi anh em cạo râu ngắn đi rồi ấy thì bắt đầu là mình mới cạo mảng đấy ngang nhá. Và lưu ý nhá, lưu ý cho bên mình này, khi mà cạo một mảng đấy ngang mà khi râu nó vẫn dài quá thì anh em phải lưu ý, chứ không phải cứ thế là đè ra cái cạo cũng không được đâu anh em. Nếu mà dài quá thì mình sẽ hơi chấm chấm nhẹ đấy, vừa chấm vừa trườn nó sẽ rất là sạch rồi và không hề đau rát anh em nhá. Máy mà hiểu được cơ chế thì cạo rất là sướng đấy. Ví dụ ở cái chỗ phần này nó vẫn còn dày này thì mình thay vì thế mà mình đi thì nó sẽ là chưa được sạch, nhưng mình chấm vừa chấm mình vừa đi nhé, nó sẽ rất là sạch cho anh em ạ. Và cái máy này không phải là ai mua về cũng biết cách cạo đâu anh em, còn nếu anh em hiểu được cái cơ chế thì cạo rất là sướng luôn, nó êm ái ngọt ngào và không hề đau rát da nhé. Quan trọng mình phải hiểu kỹ thuật anh em ạ. Và anh em nào quan tâm đấy, thực tế về cái sản phẩm nhá, các bạn nhìn này, đấy, sau khoảng tầm chưa đến 1 phút luôn, cạo rất sạch sẽ nhá. Đấy thì em đã hướng dẫn các bác cách cạo luôn này. Đấy, các bác tăng đơ đi trước, sau đó các bác cạo, và những cái chỗ nào râu dài, râu nó dày thì các bác chấm chấm nha. Đấy, chấm cho nó các bác gì, chấm cho nó các bác gì. Dùng rất ok luôn. Con này biết cơ chế, biết cách cạo, nó cạo rất sạch, cạo rất ngon luôn. Đó, 90.000 một con máy cạo râu Zandu nhá. Đấy. Chủ yếu là do các bác chưa biết cách sử dụng thôi, chứ còn thực tế thì máy nó không phải là máy nó không biết cạo đâu. Máy nó cạo còn ngon hơn dao rất là nhiều luôn, và dễ cạo hơn rất nhiều luôn các bác. Đó. 90.000 một con máy cạo râu này các nhá. Còn nếu các bác muốn mua thêm bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20.000 một bộ lưỡi thay thế nhá. Thì các bác muốn mua thêm thì các bác báo nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã chảo 18 cm, em còn ít nữa em cũng xả kho luôn cái mã luôn. Đấy, giá thì cũng rất là bình dân thôi. Lên mã cho em sẽ cái chảo 18 cm nhá. Con này đường kính của nó sẽ là 18 cm này. Và đây là cái phần quai đi kèm, thì về các bác lắp cho cái phần quai vào thì nó sẽ có quai đi kèm luôn. Đấy, chảo thì được chống dính bên trong bên ngoài luôn. Đây, đều phủ một lớp chống dính bên trong bên ngoài. Đây là bên trong này, đây là bên ngoài. Đấy, cái con này nó rất là nhỏ gọn, nó đường kính nó chỉ khoảng tầm 18 đi thôi. Về các bác ví dụ như úp mì đây này, rồi là các bác dán một vài quả trứng vào đây, rồi là kho gym những cái ví dụ như mắm tép, mắm tôm một thứ ra. Đấy, kho gym những cái món nhỏ nhỏ đây cũng rất là ok, rang thịt vậy cũng thoải mái luôn này. Đấy, nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đây, em đo cho bác về cái kích thước này, đường kính của nó chỉ có 18 cm thôi. Đấy, đây, nhỏ gọn tiện lợi mà rất là hay luôn. Đó. À, đi kèm là cán chảo nha, thì về các bác lắp vào là các bác xài. Bên em gửi đi thì sẽ tháo rời ra tiện cho việc vận chuyển. Còn khi mà nhận hàng thì các bác cứ lắp vào các bác xài thôi. Chảo đi rất là dày, rất là chắn nhá. Dày cực kỳ luôn, cầm cực kỳ nặng tay, chắc tay. Đấy. Báo giá bác luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái chảo 18 cm nhá. Đấy, chảo 18 cm. Bên em đang gửi bác một cái chảo 18 cm này. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 thôi. Bữa trước đang bán là 50.000 đấy. Đợt này em đang xả kho bán này bác luôn, chỉ có 30.000 một cái nhá. Lên mạng em sẽ cái chảo đường kính là 18 cm. Đấy, chảo 18 cm này, giá sẽ là 30k một cái thôi, giá rất bình dân luôn. Đấy, chỉ có 30.000, giá quá ok luôn đấy. Hàng này bên em ôm đồ thanh lý siêu thị được, nó mới có những cái giá nó tốt nhà các bạn. Hàng bút bi, đấy, có bút bi không thì đây, tiếp tục về cái mã bút bi này. Đấy, bên em kết hợp với lại công ty Thiên Long nhá. Đấy, để nhập bút bi về bán bác này, giá thì siêu tốt luôn. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá. Đấy, bình thường các bác mua một hộp bút bi như 20 bút như này, đầu của nó sẽ đầu 0.5 mm. Đấy thì giá bình thường các bác mua bét cũng phải khoảng tầm 50.000 cho đến 60.000, có những chỗ người ta bán 70.000 hộp luôn. Bên em gửi bác một cái mức giá vô cùng hạt rẻ luôn. Nhập trực tiếp về công ty bán bác luôn, 25.000 một hộp bút bi của Thiên Long nha. Chỉ có 25.000 hộp thôi. Đấy, bên em bán là bán theo cả hộp nhá, không bán lẻ nhá. Bán là bán cho bác cả hộp luôn, là một hộp này là 20 bút nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 một hộp nha. Đấy, thì sẽ có hai mã màu là mã màu xanh và mã màu đen, thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhé.
đồng giá mà là 25.000. Đấy, còn các bác lấy cả bộ cả đôi này, một xanh một đen thì là vào 50.000 một đôi. Đó đi đây. Bút thì viết cực kỳ ok luôn, viết rất ngon là ngày nào luôn. Đầu nó đầu 0.5 nhá, nên là nó ra cái nét bút rất là nhỏ, dễ viết nhá. Đấy đây, nét viết trơn, êm, mực ra đều và liên tục nhá. Đấy, một hộp là 20 bút, đầu bút cao cấp 0.5 mm. Đó, rất xịn sò ok luôn. Đấy đây, thân bút đây. Đấy, có lò xo bấm rất êm tay ngon lành luôn. Đó thì quay nhanh mắt luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là bút bi nhá, hộp bút bi. Hộp 20 bút nhá. Có hai màu là màu xanh và màu đen. Đồng giá bác luôn là 25.000 hộp nha. Đấy, 25.000 hộp, bán cả hộp 20 cây nhá, không bán lẻ nhá, bán cả hộp 20 cây luôn, không bán lẻ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã bao tay chống nắng này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, bắt đầu đang vào mùa nắng nóng rồi, mua cho em cái đôi bao tay chống nắng này về rất là hay luôn. Bao tay dài nhá, nó là dạng bao tay dài chống nắng, nó đeo lên gần đến nách của bác luôn, rất là hay. Đấy, bán nhanh bác luôn, chỉ có 10.000 một đôi thôi. Đấy, chỉ có 10.000. Đây em sẽ quay cho bác về cái sản phẩm này. Đây nha, khi mà đeo vào này thì các bác kéo nó sát lên thì nó sẽ lên đến nách luôn. Đây, nó sẽ lên đến nách của bác luôn, rất là dài nhá. Đấy, và đây nó là hàng co giãn này, các bác đeo rất mát luôn này. Đây cái phần bàn tay này. Đấy, ví dụ các bác nào đang sử dụng làm ngoài trời, đeo cái này rất ok luôn. Đấy, có chỗ xỏ ngón vào nhá, rất ok. Đấy, hàng đeo rất mát nhá, rất phù hợp bác nào đang làm ngoài trời. Các bác ngại mặc áo dài, đấy ngại mặc áo dài, các bác quen mặc áo cụt tay ấy, mà các bác muốn chống nắng thì các bác mua trong cái này về rất hay luôn. Đấy, nó sẽ dài ra, kéo dài từ cái phần bắp tay trên ấy, đấy cho đến đến cái phần bàn tay dưới luôn. Đấy, kéo sát che hết luôn, rất ok luôn, rất là hay. Đây đây từng cái đây để em đeo cho bác coi này. Đấy, đấy cái phần này nó xỏ vào được này. Đây cái phần này nó xỏ vào này. Đấy, cái phần trên này là các bác kéo sát lên cái phần bắp tay bên trên này. Đây, kéo sát lên cái phần bắp tay bên trên. Đấy, nên khi mà các bác đeo, các bác chỉ cần mặc cho em một cái áo cụt tay thôi, xong rồi các bác đeo cái này vào nó nhẹ nhàng tình cảm này. Bình thường các bác đi làm lòa xòa là cứ phải đeo áo chống nắng rồi các thứ thì nó lồng còng, mất công mất thời gian. Như đây các bác chỉ việc mua cho em một cái đồ này về, nó chỉ có 10.000 mà thôi ạ. Đấy, chống được sản phẩm này thì chống được tia UV này, tia cực tím này, cực kỳ xịn sò và ngon lành luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bao tay dài chống nắng nhá. Đấy, bao tay dài chống nắng nó quá cái bắp tay luôn, đeo quá được cả bắp tay luôn. Giá của nó chỉ có 10.000 đô thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, 10.000 đô. Các bác nào lấy 10 đôi bên em tặng bác một đôi luôn. Đấy, lấy 10 đôi tặng một đôi thôi nhá. Đấy, còn bán lẻ một đôi là 10.000. Giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Đấy, còn mua hàng thì anh em thì cứ hóa đơn trên 200k là bao ship rồi. Đấy, bao tay dài chống nắng nhá, đeo quá cái phần bắp tay trên luôn. Giá đang gửi bác là 10.000 đôi, chống tiêu UV, tiêu cực tím rất tốt nhá. Cái này thì rất là tốt trong mùa hè luôn. Miền Bắc miền Nam bắt đầu đang vào mùa hè rồi, rất là cần. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã kính bơi này. Lên mã nha, sẽ là cái kính bơi nhá, em báo giá luôn 20.000 một cái nhá. Bình thường là các bác mua ra những cái khu du lịch các thứ giờ ấy, các bác mua ấy, bét thì nó mới rơi còn tầm 40-50 ngàn một cái. Đây bên em bán giá rẻ đó bác. Về ví dụ các bác đi du lịch thì mình cứ chuẩn bị mình sắm trước đi. Đấy, các bác mua về cho các cháu mình hoặc các bác đeo được luôn. Đấy, đây đó, một con kính bơi rất là ok luôn. Đấy, phần mắt trong suốt này. Đấy, ok luôn, rất kín nhá. Cái phần giòn này các bác đeo vào cực kỳ kín, ngon này cả nhà luôn. Cái con này nó đằng sau nó có cái dây chun này, nó chỉnh được cả cỡ dây nhá, thì về các bác nhấc cho này lên này. Đấy, sau đó các bác chỉnh cỡ dây qua phần này. Đấy, cái dây chun đây các bác chỉnh cỡ dây các thứ rất ok luôn đó. Kính bơi nhá, đầy đủ phụ kiện bên trong luôn, kính mắt rất là trong. Đấy, chất liệu và chất lượng, và đây cái phần gioăng này nó ôm mắt rất là khít luôn, không lo nước vào nhá, rất ok. Đấy, cho các bác đi bơi biết này, các cháu nhà mình đi bơi này, rồi là chuẩn bị đi tắm biển các thứ rất nhiều. Đấy, các bác ra bãi biển các thứ mua bị chặt chém giá rất cao rất đắt luôn. Đấy, mình chuẩn bị bắt đầu đang vào dịp hè rồi, sớm rồi mua trước đi các bạn. Đấy, mua trước đi. Đấy, mua về thì lúc nào đi biển là cầm về, chỉ việc cầm đi là xài thôi. Kính bơi nhá, 20.000 một cái kính bơi nhá, giá rất bình dân mà rất là hay luôn trong cái mùa hè này. Mua các cháu này, người lớn trẻ em đeo được hết luôn các bạn nhá. Lên nhanh bác một số cái mã hàng về đồ nhà bếp này. Đấy, em lên luôn cho bác đó là cái cây xúc đá nhá, cây xúc đá em báo giá luôn 50.000 một cái cây xúc đá nha. Đấy, 50.000 một cây. Cây này thì toàn bộ chất liệu bằng inox 324 nhá, các bác dùng rất bền luôn. Đấy, về các bác có thể xúc đá này, xúc xúc đá rồi là xúc xúc những cái đồ ví dụ như là xúc đá đá viên. Đấy, rồi ví dụ như là các bác xúc gạo, xúc bột, xúc được rất là nhiều thứ luôn. Đấy, nó thiết kế theo cái dạng vòm vòm này. Các bác cầm các bác xúc vào, sau đó các bác chiết các bác sang những cái khác nhá. Cực kỳ dày rất là chắn luôn.
cầm dày cục quá nhá. Đó thì lên mã giúp em sẽ là cái cây xúc đá bằng inox 34 nhá, dày rất là chắn lắm. Đó, về các bác xúc đá, xúc gạo rồi xúc bột biết các thứ sử dụng rất nhiều việc trong gia đình nhà mình luôn. 50.000 một cây nhá, 50.000 một cây thôi. Đấy, nói chung là cầm phát ưng luôn, cầm nặng trịch luôn ạ. Tiếp theo thì lên cho bác cái sản phẩm cũng về nồi này bếp này, đó là cái búa đập đá này. Đấy, búa đập đá báo giá luôn nhá, 40.000 một cây búa đập đá này, 40.000 một cây, rất hay luôn. Về các bác dùng để đập đá này rồi là giã thịt này, sử dụng nói chung là rất nhiều việc luôn. Đấy, ví dụ như là những cái món thịt các thứ đôi khi các bác cần các bác dùng các bác giã ra cho nó mềm thịt các thứ ra các bác dùng cái này, hoặc là ví dụ mình có những cái viên đá viên to đó, các bác muốn đập nhỏ ra các bác dùng cái con này các bác đập chưa. Đây là một cái đầu bẹt này, một cái đầu vân nhà. Đấy, các bác dùng để vừa giã vừa đập này, đập đá đập thịt dùng rất ok luôn. Đấy, rất là ngon. Đấy, giá thì 40.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ cái cây búa đập đá nhá, 40.000 một cái cây búa đập đá này, 40.000 một cây thôi. Về các bác xài dùng rất nhiều việc luôn, đập nọ đập kia, nói chung là dùng nhà bếp cây này cũng rất là hợp lý, 40.000 một cây nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng về cái quạt điện của Camel này. Đấy, Camel thì một thương hiệu rất nổi tiếng rồi, nó sản xuất theo cái quy trình công nghệ ở Nhật. Bác nào mà mua cái nồi chiên không dầu bên em ấy mà nó có thương hiệu Camel thì các biết là dùng rất là bền rồi. Đấy, anh em dùng cái nồi chiên không dầu chắc khoảng tầm hơn 3 năm nay không vấn đề luôn, siêu bền nhá, các bác yên tâm về chất lượng. Đấy, con này là cùng thương hiệu với cái nồi chiên không dầu ấy. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quạt điện Camel nhá, quạt điện Camel. Đó thì cái này con này nó xài điện 220. Đây, em quay cho bác về cái thông số này. Công suất của nó sẽ là 6W nhá, sử dụng điện 220, tần số 50Hz này, 46 × 20.5 × 42. Đó, rất xịn sò, ok luôn. Quạt thì màu trắng nhá, nhìn rất là sang trọng lịch sự. Đấy, các bác sử dụng này, quạt trong phòng ngủ này, phòng khách này, sử dụng gia đình này, quạt rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng 5 cánh nhá, 5 cánh, và hàng này là hàng cánh nhôm các bạn, hàng cánh nhôm nên là các bác xài rất bền. Đấy, hàng cánh nhôm xài rất bền, lồng liếc các thứ đi kèm chắc chắn ok. Phần đầu quạt này, rồi là phần thân quạt này. Đấy, rồi là phần đế cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái con này rất là hay, nó thiết kế rất thông minh. Theo cái dạng quạt hiện đại bây giờ ấy, là nó sẽ có cái điều khiển từ xa. Bình thường là các bác muốn tắt quạt, bật quạt là các bác có phải thò, đang ở giường rất bất tiện, các bác có phải thò xuống là các bác bật quạt, tắt quạt rất là bất tiện mất công. Thì thay vì thế các bác dùng cái điều khiển này các bác bấm chưa. Đấy, thì về các bác mua pin, hai viên pin các bác lắp vào chưa. Đấy, còn bên em gửi kèm nó không có kèm pin đâu nhá, nó chỉ có viên điều khiển không thôi. Về thì các bác mua pin các bác lắp vào cái điều khiển này, sau đó là các bác bật lên là các bác xài. Còn nếu mà các bác không tiện dùng điều khiển thì mình có thể bấm ở trên này được luôn. Đây là những cái nút cảm biến cảm ứng này, thì các bác bấm ở trên này thì quạt nó chạy quay có thế thôi. Đấy, bật tắt này, chế độ gió này, con này nó có cả chế độ hẹn giờ nhá, có cả chế độ hẹn giờ luôn nên các bác xài rất là tiện. Đấy, các bác hẹn mấy tiếng các bác bấm vào đấy. Rồi là chế độ đảo xoay chiều túc năng thôi nhá. Đấy, đảo xoay chiều túc năng. Nói chung là những cái chế độ cơ bản, và nó có tích hợp thêm đó là chế độ hẹn giờ. Đấy, hẹn giờ. Cũng như là rất là hay là nó có một cái điều khiển từ xa này, các bác rất tiện dụng luôn các bác xa. Đấy. Ở đây em sẽ đo cho bác về kích thước quạt này. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước của cái lồng quạt nhá. Kích thước lồng quạt của nó rơi vào là 40 nhá. Đấy, lồng quạt rơi vào là 40, cũng khá là to đấy. Chiều cao của nó thì chắc nó rơi khoảng tầm hơn 1 mét. Đây có khoảng tầm 1 mét 1 nhá. Chiều cao quạt rơi khoảng tầm 1 mét 1. Nếu mà đo lên đến lồng thì nó rơi vào là đi 1 mét 2 các bạn, 1 mét 2, chiều cao là 1 mét 2 là đo lên từ đỉnh lên đến lồng là 1 mét 2. Nói chung là quạt khá là đẹp, cầm cực kỳ nhìn cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn. Có điều khiển từ xa rồi là nút bấm ở trên thân quạt đều dùng luôn nhá. Các chức năng là y như những quạt thông thường và có thêm một số cái option khác nên là nói chung dùng khá là tiện. Về các bác phòng khách, phòng ngủ này, rồi là sử dụng này. Và nói chung là cái mức giá này thì em gửi đến các bác thì cái mức giá này nói chung là nó vô cùng tốt luôn, và đặc biệt đang trong mùa hè nóng này. Với mức giá nó chỉ có 450.000 thì nó giá nó quá là tốt luôn. Đấy, giá nó quá tốt luôn. Bình thường các bác mua cái quạt bét tại nhà, những cái quạt Việt Nam bình thường ấy nó cũng rơi khoảng tầm là đi xịn sò ngon lành thì mới hơn triệu, còn nếu mà lại bình dân thì cũng ít, cũng khoảng tầm 600-700 chứ không bao giờ có giá 450 đâu, lại còn bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy thì khi mà gửi hàng thì nó sẽ nguyên trong thùng như này, bên em không lắp đặt sẵn nhá, về thì các bác sẽ tự mở ra lắp đặt. Nói chung là cái này thì nó quá dễ dàng lắp đặt rồi, ai có thể lắp đặt luôn, hầu như là các bộ phận nó đã ráp sẵn rồi, các bác về chỉ việc là nối thêm những cái thanh đứng này rồi lồng liếc các thứ các bác cho thêm thôi, còn những cái
các thứ là nó có sẵn hết rồi. Về các bác chỉ việc giáp vào là xài thôi nhá. Đây, thông công suất là 6W này, sử dụng điện 220, tần số 50Hz này. Đấy thì báo giá lại một lần nữa các bác nhá. Lên mã thì em sẽ là cái quạt cây, quạt đứng Camel có điều khiển từ xa là 450.000 một chiếc nhá, bao ship cho bác tận nhà luôn. Là sản phẩm này thì sẽ là hàng nguyên thùng nha. Đấy, Camel thì siêu bền và siêu chất lượng rồi các bác nhá. Đó. Camel thì lên luôn cho bác đó là cái mã cây ô dù tự động này. Lên mã em sẽ là cái cây ô dù tự động nhá. Ô dù tự động, con này toàn bộ nó bằng tự động luôn, bấm lên mở xuống tự động luôn, rất ok nhá, rất là hay. Giá em báo luôn 80.000 một cái nhá. Đấy, bắt đầu đang vào mùa nắng, mùa mưa nhiều liên tục này. Các bác nên có một cái, hoặc ví dụ các bác đi chơi đi du lịch này, các bác đang vào mùa chơi đi du lịch này, mua cho em sắm cho em một cái này. Nó rất là nhỏ gọn thôi, chiều dài khi mà thu vào nó dừng ở tầm 40 cm thôi. Các bác cầm đi cầm lại rất tiện dụng. Đấy, mình che nắng, che mưa này. Rồi các bác đi làm đi ăn các thứ rồi. Đấy, tiện dụng để trong cốp xe hoặc thứ ra mình mang đi. Đấy thì thảm ví dụ bất chợt nó có trời mưa trời gió thứ rồi, hoặc là trời nắng các bác lấy cho các bác che nhá. Trời mưa thì chống nước rất ok, trời nắng thì chống tia UV tia cực tím nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Mà giá là chỉ có 80.000 thôi. Mà ô rất là rộng, ô đường kính 1m đi khoảng tầm 2-3 người cho em thoải mái luôn đây. Mở ra bác con một cái này, rất chắc chắn chất lượng dày dẫn luôn. Hàng thì hàng sẽ là hàng gọng kép nhá. Đấy, hàng gọng kép nên có yên tâm dùng cho em thoải mái luôn. Đây, em sẽ mở test bác con này. Đấy, các bác chỉ việc bấm lên cho em nhá. Đó, nó sẽ bật lên này. Các bác muốn thu vào này bấm lên cho em. Đó, thu vào luôn, rất ok, nhanh gọn lẹ nhá. Còn thao tác còn lại thì các bác chỉ việc thu vào ngắn này cho em, thế là xong. Đó, còn bây giờ đây em sẽ mở ra bác con về cái đường kính của nó này. Mở ra này. Đấy, đường kính rất to luôn. Con này đường kính là nó vào khoảng tầm 1m nhá. Từ bên này sang bên này là 1m nên là nó rất là to, đi khoảng tầm 2-3 người cho em thoải mái luôn. Đấy. Chống tiêu UV tiêu cực tím và rất chắc chắn đây. Giật cho bác con. Đây. Các bác dụng cho em thoải mái luôn. Dụ thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Dụ thoải mái nó không bong luôn này con này. Đấy, giật thoải mái luôn. Đó đây, lại thu vào ngon lành luôn. Rất chắc chắn chất lượng nhá. Quá ok luôn. Cái này đi em bán cực kỳ nhiều rồi mà các bác thao tác nó rất là tiện, đỡ vất vả nhá. Này mở lên này, thu vào này. Đó, và các bác chỉ việc thu ngắn vào cho em. Thế là xong. Đó, rồi. Mã ô dù tự động nhá, chắc chắn rồi là dày dặn. 80.000 một cái nhá. 80.000 một cái mã ô dù tự động nhá. 80.000 một cái thôi. Giá rất bình dân mà sử dụng rất là thông minh luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này. Em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả kho cái cây luôn. Bữa trước thì đang gửi bác một cái cây lấy dấu bằng đồng nha. Giá thì 50.000, hôm nay em xả luôn cho bác dễ mua luôn này. 30.000 một cây. 30.000 một cây thôi. Giá rất bình dân mà cái cây này nói chung cực kỳ cần thiết luôn. Từ cho các bác dùng cho đến gia đình này, rồi là đặc biệt cho anh em thợ thuyền này, dùng cũng quá là cần thiết luôn. Đấy, dùng rất cần thiết nhá. Đấy, các bác về khoan đục mình có lấy dấu để các bác đánh dấu cũng rất là tiện dụng luôn. Đây em sẽ bóc một cây cho bác coi này. Toàn bộ nó thân là bằng thân đồng nhá. Đấy, thân bằng thân đồng. Đây là cái phần đầu nhọn này, đầu nhọn. Con này thì nó chiến mọi chất liệu luôn, từ sắt, thép rồi là đồ gỗ, nhựa các thứ rồi. Đấy, rồi là con này có một cái chức năng rất hay là nó có thể phá được cả kính luôn, rất ok nhá. Các bác bắn vào kính là vỡ kính luôn đấy. Đó, đây. Phần đầu này, đấy, rồi là phần đầu nhọn này, thân này, ta du gen hết luôn, chống trơn trượt các nhá. Đây em sẽ bắn test bác coi này. Con này lấy dấu cực kỳ chất lượng luôn, dùng thích lắm. Đây nha, em sẽ lấy dấu lên cái chỗ này các nhá. Đây. Cái này thao tác rất là dễ thôi, các bác chỉ việc ấn này, ấn này. Đó, có dấu luôn này. Đây em làm lại bác một lần nữa nhá. Đây này, cái dấu vừa lấy này. Đó đây. Các bác nhìn này. Thao tác rất là đơn giản thôi, các bác chỉ việc ấn vào này. Đấy, kêu tải cá là xong. Đây. Thấy chuẩn không? Đây, làm cho vào phát nữa nhá. Đây, rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Cái này nó đơn giản lắm mà nó hay lắm. Đấy, đây. Nhìn này. Đấy, cái này em đang lấy dấu trên sắt thép kim loại nhá, còn về các bác lấy dấu ở những cái chỗ mà những cái đồ gỗ thứ giờ thì nó còn lún nữa. Đấy, đây. Đồ gỗ đồ nhựa thứ là còn lún nữa đây các nhìn này. Đấy, dấu là to rõ ràng. Đấy, lấy dấu để các bác đánh dấu những cái lỗ để các bác khoan đục các thứ đây cũng rất là chuẩn xác chính xác luôn nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đó thì em đang xả luôn cái cây này chỉ còn có 30.000 một cây thôi. Về các bác chốt nhanh luôn. Nói chung là rất cần thiết trong gia đình. Rồi anh em thợ thuyền xài con này cũng rất ok. 30.000 một cây nhá, cây lấy dấu bằng đồng. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái con máy massage. Đấy, 4 đầu, 6 cấp độ, rất xịn sò. Đây. Con máy massage 4 đầu 6 cấp độ nhá. Nó sẽ gồm có là 4 đầu massage, một thân máy này và một con máy này nó sẽ có tổng là 6 cấp độ từ mạnh đến từ nhẹ mạnh nhá. Đây, thân máy đây nhá, thân máy này. Đây là phần công tắc này. Đấy thì con này rất là dễ thôi, các bác chỉ việc giữ lì cho em cái nút nguồn này là máy sẽ khởi động, bấm một lần tiếp theo là nó sẽ nảy lên các cấp độ khác nhau thì nó sẽ báo đèn. Bấm đến đâu nó sẽ báo đèn đấy nhá. Đấy, đây. Tăng giảm thì các bác bấm một lần, còn nếu các bác muốn tắt thì giữ lì cho em.
tắt thì giữ lì, bật thì giữ lì nhá, bật tắt giữ lì. Còn các bác bấm một lần nó sẽ tăng cấp độ giảm cấp độ nhá. Đây là cái cổng cáp sạc này, con này thì nó sẽ có một cái lốc pin bên dưới này, như là 3 viên pin 18650 nhá. Đấy, rất trâu bò luôn. Thì về là các bác có cái cục sạc điện thoại, các bác cắm cái dây cáp này vào. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây, ví dụ như nhà các bác về là có cục sạc điện thoại như này này, là các bác cắm vào đây, cắm vào cái cổng USB là các bác cắm sạc được cho cái máy này rồi. Đấy, thì nếu mà các bác nào chưa có thì mình có thể tham khảo cái sản phẩm này. Thì ngoài lề một chút nhá, nếu mà các bác muốn mua cái cục sạc Samsung bên em đang bán đây, thì em đang bán một cái cục sạc Samsung 2A nha, 5V 2A nhá, có cổng USB, về các bác có thể cắm sạc điện thoại hoặc là sạc những cái thiết bị như máy massage như vừa nãy em quay là ok. Thì đang bán cho bác một cái cục sạc 2A như này là 30k một cục nhá, 30k một cái cục sạc 2A như này, 5V 2A nhá, công suất là 5V 2A, hàng của Samsung nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, sử dụng cắm trực tiếp vào điện điện 220, sau đó là cái cổng này các bác kết nối với cái chân USB. Đấy, và các bác cắm sạc cho những thiết bị nó dùng nguồn 5V, ví dụ như là cái con máy massage hoặc là ví dụ như là dây sạc điện thoại, các bác cắm vô là các bác sạc rồi. Thì cái củ sạc này đang bán với bác là 30.000 thôi nhá. Đấy, quay trở lại với cái máy massage. Đấy, thì con này thì nó sử dụng tích điện nhá, hết pin thì các bác lại sạc vào, và khi nào đầy pin thì các bác lôi ra các bác xài thôi. Nó rất là tiện dụng, dễ sử dụng nhá. Đấy, 6 cấp độ các bác điều chỉnh ở đây. Còn đi kèm trong hộp nữa thì sẽ có là 4 cái đầu massage khác nhau này, một cái đầu tròn này, một cái đầu hai cạnh này, một cái đầu tù này, đấy, rồi một cái đầu nhọn này. Đấy, nói chung là 4 cái đầu này nó massage rất nhiều vị trí khác nhau. Đấy, còn nếu mà các bác lắp đầu thì đây em sẽ hướng dẫn bác luôn. Bác lấy cái đầu massage các bác muốn massage, ấn vào đây trong, ấn mạnh vào. Đó, ấn vào, sau đó các bác giữ lì này. Đó, máy sẽ khởi động lên. Đấy, ví dụ em để khoảng tầm cấp độ 4 như chẳng hạn này. Đấy, em sẽ test bác độ sức mạnh nhá. Con này cực kỳ khỏe luôn, mạnh lắm đây. Đấy, đây. Nhìn này. Nhảy như ngựa luôn nhá. Đấy, nhìn này. Con này massage rung người lên luôn đấy nhá. Để tay chân rung luôn này, nhìn này. Đấy, thấy không? Dã man luôn, thích lắm. Về sau những ngày làm việc mệt mỏi, các bác lấy con này ra các bác massage chân tay người ngậm những chỗ nào đau đớn là các bác massage em thích cực kỳ luôn. Đấy, rất ok nhá. Báo giá bác luôn nhá, lên mã giúp em sẽ cái con máy massage 6 cấp độ 4 đầu massage. Giá thì một con máy massage này giá hiện tại đang giảm giá đó bác, giá rất tốt dễ mua luôn. Máy massage hoặc là súng massage đều được nhá. Con máy massage 6 cấp độ 4 đầu massage, giá đi bữa trước con này đang bán là 200, hôm nay em xả luôn bác, giá rất dễ mua luôn, 150.000 một máy, 150k một con máy massage nhỉ, chỉ 150.000 thôi, giá rất bình dân. Đấy, mua về các bác massage hoặc các bác mua về làm quà biếu tặng cho người thân. Đấy, bố mẹ anh ông bà chị em mua về biếu người thân cũng là một cái món quà rất ý nghĩa luôn nhá, 150k một con máy massage nhỉ. Mấy hôm nay mưa nắng thất thường quá mọi người ạ, mà mỗi lần thời tiết thay đổi thì người mẹ mình lại đau ê ẩm. Bố mẹ bạn có như vậy không? Ở nhà thì mỗi lần như vậy mình cũng hay đấm lưng cho mẹ lắm, nhưng đi làm rồi thì chẳng có ai cả. Mình thấy trên TikTok có máy massage hay lắm, để mình cũng mua cho mẹ mình dùng thử. Đây là máy massage cầm tay, gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể, có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm. Đây, cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Tổng kết sản phẩm 5 sao nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất ok luôn. Tổng kết sản phẩm 5 sao luôn. 150k một con máy nhá, máy massage này không nhá. 4 đầu massage và 6 cấp độ massage khác nhau. Đó, mà giá hiện tại đang giảm giá rất tốt luôn đấy. Cái hàng đó là cái lô gừng ngâm chân này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ được cái bịch gừng ngâm chân nhá. Một bịch gừng ngâm chân 100 túi nhá. Một bịch gừng ngâm chân 100 túi về các bác dùng để ngâm chân nhá, rất là có lợi cho sức khỏe luôn. Đấy, thì một bịch này là 100 cái túi nhỏ về các bác chia ra. Đấy, mỗi lần các bác ngâm một hai gói một lần. Đấy, các bác chuyên dùng để ngâm chân nhá. Đấy, rất là có lợi cho sức khỏe luôn. Giá thì em báo luôn nhá, một túi gừng ngâm chân này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 50.000 một túi thôi, chỉ có 50.000 mà các bác là mua được là 100 cái gói gừng nhỏ. Đây em sẽ bóc cho bác một túi này. Đấy, hàng mới nguyên túi này luôn. Đấy, rất là tốt cho sức khỏe, về các bác xài sử dụng rất ok luôn. Mùi cực kỳ thơm, mùi gừng rất là thơm. Nó là tinh chất bột gừng, tinh chất bột gừng. Đấy, người ta nghiền ra, người ta sẽ đóng thành túi nhỏ như này. Đấy, để về các bác sử dụng là các bác chỉ việc lấy những cái túi nhỏ là các bác xài thôi. Đó, thì ví dụ các bác mỗi lần các bác ngâm các bác cứ dùng cho 1 đến 2 gói nha. Đấy, các bác đun sôi cái nước lên,
thả cái túi gừng này vào, sau đó là các bác pha thêm nước ấm vào. Đấy, sau đó là các bác ngâm trực tiếp vào chân của mình là ok thôi. Đấy, ngâm hoặc là sông đều được nhá. Túi gừng ngâm chân nhá. Một cái túi to nhà là sẽ được là 100 cái túi nhỏ nha. Đấy, 100 cái túi nhỏ này. Cái này thì nó là dạng túi lọc nên các bác chỉ việc thả vào thôi, không cần phải bóc đâu nhá. Chỉ việc tháo thôi, không cần phải bóc ra cả. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy thì đây. Một túi này là 100 gói nhỏ nha. Đó, rất là ok luôn. Giá nó chỉ có 50 ngàn thôi. Rất nhiều tác dụng của cái túi gừng ngâm chân nhá. Đây các bác cùng xem một cái video về sản phẩm này. Đấy, cực kỳ ok luôn. Đây các bác cùng qua này. 6 lợi ích của việc ngâm chân với gừng. Một là giảm đau và sưng. Gừng có tính chất kháng viêm tự nhiên, giúp giảm đau và sưng đối với những người bị đau nhức cơ, sưng khớp hay phù nề ở chân. Hai là kháng khuẩn và chống nhiễm trùng. Gừng chứa nhiều hợp chất có khả năng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và bảo vệ chân khỏi các bệnh nhiễm trùng. Ba là thúc đẩy tuần hoàn. Khi ngâm chân trong nước ấm có gừng, nhiệt độ cao giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện sự lưu thông của máu trong cơ thể. Bốn là giảm căng thẳng và căng cơ. Việc ngâm chân bằng gừng có thể giúp giảm căng thẳng, căng cơ sau một ngày làm việc căng thẳng. Năm là giảm mệt mỏi. Tinh dầu gừng có khả năng kích thích tăng cường sự tỉnh táo, giúp giảm mệt mỏi và tăng cường năng lượng cho cơ thể. 6 là tăng cường sức đề kháng. Gừng chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh tật. 6 lợi ích đấy, 6 lợi ích của gừng ngâm chân nhá. Rất nhiều công dụng cho cái túi gừng ngâm chân này, về các bác dùng để xài, đặc biệt cho bác người cao tuổi, người già dùng cái túi rất ok, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 50 ngàn thôi, 100 túi luôn, về các bác xài tẹt bô luôn. Đó, túi gừng ngâm chân nhá, 50 ngàn một túi. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ Sen Inox này, báo giá bác luôn. Bộ này thì giá bình dân cực kỳ, mà sản phẩm rất chất lượng luôn. 110 ngàn một bộ đâu nhá, 110 ngàn một cái bộ vòi Sen Inox nha. 110 ngàn bộ đây. Một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một tay sen này, bằng chất liệu là bằng inox 304, su 304 này. Đấy, hàng bãi của Nhật đấy nhá, Osaka Japan, đấy có chữ Osaka Japan này. Inox 100 luôn, inox rất dày nhá. Con này các bác dùng thì siêu bền rồi. Đấy, dùng thì không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Dày dẫn cầm nặng trịch luôn. Đấy, một con tay sen này. Đi kèm với bác là một dây nhá. Một dây là dây dây chống gập chống rối nhá. Dây thì cũng sẽ là dây inox luôn. Đấy, dây cũng sẽ là dây inox luôn, và gen của nó toàn bộ sẽ là gen 21 nhá. Toàn bộ là gen 21 luôn, nên là cái kích cỡ này rất là phổ thông, về các bác lắp đặt vào những cái củ sen nhà mình là quá là ok rồi. Đấy, đây, sen toàn bộ là sen 21 đấy. À, gen là gen toàn bộ gen 21 nhá. Về các bác kết nối vào tay sen nguồn nước nhà mình là các bác xài thôi. Cái này thì nói chung là quá dễ dàng lắp đặt rồi. Những cái chỗ mà kết nối này thì các bác bổ sung thêm cho em một ít cái băng keo non ấy, là nó sẽ tạo độ liên kết chắc chắn mà không bị hở nước là ok. Đấy, và vẫn còn nữa luôn, là đi kèm với bác là một cái bộ giá đỡ kèm cả ốc vít luôn. Đây, đây là cái giá đỡ sen này, thì về các bác khoan cho em hai cái lỗ. Đấy, sau đó các bác bắt cái giá đỡ sen này lên tường và đi kèm có cả ốc vít cho bác luôn, rất chu đáo và cẩn thận nhá. Đấy, một bộ nhà là 110 ngàn thôi nhá, 110 ngàn, hàng của Osaka Japan, hàng của Nhật nhá, rất chất lượng luôn, hàng bãi Nhật nhưng mà hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới chưa qua sử dụng luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ vòi sen inox nhá. Đấy, bộ vòi sen inox, một bộ này là đầy đủ phụ kiện, về chỉ việc lắp vào là xài, là 110 ngàn một bộ nhá. Lên mã cho em xem cái bộ vòi sen inox này, sen inox đó, 110k một cái bộ sen inox nha, chỉ 110k thôi, giá rất là bình dân luôn, chất liệu là inox 304. Cái này các bác cứ nhận hàng kiểm tra test nâm châm thứ cho em thoải mái luôn, toàn bộ inox, cả cái giá đỡ này cũng bằng inox luôn này. Đấy, thiết kế rất chắc chắn nha. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này, test cho bác xem thực tế về sản phẩm này. Nước ra khá là mạnh và rất là mịn luôn. Đây các bác cùng coi này. Đây. Tôi không ngờ nước từ vòi sen này lại mạnh đến vậy. Toàn bộ được làm bằng inox 304. Gen phổ thông 211. Lắp đặt rất đơn giản. Hãy nhìn này. Wow, thật tuyệt vời phải không? Nó còn có tác dụng tăng áp. Nước cũng rất mịn. Tạo cảm giác được massage. Và khi bị bẩn và tắc, bạn có thể tháo ra để vệ sinh. Bên trong còn có lọc bùng nữa. Đấy, rất chắc chắn nhá. Đấy, một cái bộ vòi sen, cái bộ vòi sen inox rất ok. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi, chắc chắn chất lượng, lượng nước ra đều khỏe ok. Đấy, hàng bãi ở Nhật nhá, Osaka Japan. Lên mã nhà sơn cái bộ sen inox nhá, 110 ngàn một cái bộ sen inox nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ khay, cái khay chữ nhật dạng khay lẻ này. Đấy, thì đợt này về tiếp cho bác cái mã khay lẻ thì em sẽ bán xả kho mấy mã luôn đó, cho các bác dễ mua luôn này. Giá thì báo giá bác luôn nhá. Hiện tại thì bên em nó có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ. Đây, cái con này là khay to này. Đấy, con này là khay to nhá, rất chắc chắn luôn, su 304. Đấy, rất xịn sò. Con này là con khay nhỏ này. Đây, đo cho bác về kích thước nhá, con khay to này đựng khá là nhiều đấy. Con này chiều dài của nó rơi vào là 25 này, bản rộng của nó vào là 18 này, 18 rưỡi này.
chiều cao của nó rơi vào là 4 cm nhá, 4 cm đấy, và đi kèm thì sẽ có là nắp đậy luôn, rất cẩn thận nhá. Về là các bác ví dụ như bảo quản đồ ăn các thứ này để trong tủ lạnh này đấy, thì các bác cho vào những khay này rất sạch sẽ, ok luôn, an toàn sức khỏe nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là các bác đựng đồ ăn đồ uống rồi những cái đồ khô đồ ướt đây được hết luôn đấy, ướp thịt ướp thào đây xong mình bỏ tủ lạnh này. Cái con này hay, nó có nắp đậy này, thứ nhất là ví dụ các bác để ngoài không lo nó bị ruồi chứ có thứ nó bâu vào này, và thứ hai là ví dụ là các bác để trong tủ lạnh ấy thì mình có thể là trồng lên nhau được luôn đấy, vì nó có cái nắp đậy này các bác trồng với nhau thoải mái luôn đấy, vừa đỡ tốn diện tích mà tận dụng tối đa không gian của tủ lạnh nhá. Đấy rồi các thứ ra đây là cái khay to nhá, tiếp theo là khay nhỏ này. Khay nhỏ này kích thước của nó vào là bản chiều dài của nó rơi vào là 13,5 này, bản rộng của nó vào là 10,5 này, 10,5 này, chiều cao của nó rơi vào là 4 cm nhá. Đấy, cũng khá là to tát chắc chắn luôn. Con này thì cũng su 304, cái này là khay nhỏ nhá, cũng đi kèm là có cả nắp đậy luôn. Đây, đấy đi kèm cả cái nắp đậy nhựa trong suốt nha. Đó thì em báo giá luôn các nhá, báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhỏ này. Khay nhỏ thì khay chữ nhật nhá. Đấy, lên mã cứ lên mã cho em sẽ là khay chữ nhật. Đấy, hai mã là một mã to và một mã nhỏ này. Mã to này thì em báo giá luôn, giá thì bữa trước đang bán với bác là 50.000, hôm nay xả luôn bác chỉ có 40.000 khay thôi, 40k một cái. Còn cái khay nhỏ thì bữa trước đang bán là 30, hôm nay xả luôn bác còn có 20.000 thôi. Đấy, 20.000. Đấy các bác lấy cái mã khay nào thì cứ báo cho em nhá. To là 40. Đấy cái con to tát chắc chắn này 40. Đấy, bác nào dùng nhiều thì mua con này, 40.000 một cái này. Đấy rất to, đi kèm nắp đậy này. Và cái con nhỏ thì đang của bác là 20. Đấy bác nào mà dùng ít thì mua con nhỏ này về, xả thoải mái luôn. Đó, khay nhỏ thì là 20 nhá, 20.000 một cái, còn khay to thì là 40.000. Lên mã cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Đấy, bằng su 304, rất chắc chắn chất lượng luôn. Về các bác bảo quản đồ ăn, các thứ để trong tủ lạnh để ngoài cho em thoải mái, nó có nắp đậy này rất yên tâm. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã bút lông dầu này. Đấy, rất nhiều bác hỏi vì cái bút lông dầu này em hay lấy ghi để em viết giá mà. Đấy em hay ghi để em viết giá ở đây này. Đấy viết giá cả sản phẩm ấy thì cứ nhiều bác hỏi em bảo là mua cái bút lông dầu này ở đâu có bán không thì đây. Đấy, tiếp tục về nhá. Lên mãi em sẽ cái bút lông dầu. Thì bên em sẽ bán theo hộp nhá. Đấy một hộp này là 10 bút này. Đấy 10 bút thì sẽ có giá là 50.000. Đấy lên mãi em sẽ cái hộp bút lông dầu 10 cây. 10 cây bán nhanh bác luôn. Giá sẽ là 50k. Bình thường các bác ra cửa hàng biết thì người ta bán cho bác 10.000 một cây này. Đấy, nhưng các bác mua cả hộp bên em giá nó rất hạt rẻ luôn. Tính ra là gần như là giá gốc luôn đấy. Đấy 10 cây mà chỉ có 50.000, tính ra là vào có 5.000 một cây thôi. Đấy bút lông dầu nhá, bút lông dầu. Hàng này thì hàng của Thiên Long nhá, nên là yên tâm. Đấy, đây, hàng của Thiên Long này, đây, hàng của Thiên Long rất xịn sò ok luôn. Nên là các yên tâm nhá, dùng viết đậm đó. Bút dùng để viết trên nhiều bề mặt này, không độc hại này. Đấy an toàn với môi trường nhá. Đấy, viết trên rất nhiều chất liệu khác nhau luôn, rất ok. Đấy, 10 cây là 50.000 nhá, 10 cây là 50.000. Đấy, lên mã em sẽ cái hộp bút lông dầu. À thì báo luôn là có hai mã màu nhá, một mã màu xanh và một mã màu đỏ nhá. Thì các bác lấy mã nào cứ báo nha. Đấy. Màu xanh màu đỏ là đồng giá là cứ một hộp như này là 10 cây là 50.000 thôi nhá. Một hộp là 10 cây là 50.000. Giá rất là bình dân luôn. Đấy, về các bác sử dụng. Đấy, các bác về nói chung là dùng nhiều thứ lắm. Về mình đánh dấu này rồi là các bác cơ khí đánh dấu và sắt thép các thứ này cũng rất ok luôn. Rồi là các bác thầy cô giáo là viết bảng các thứ rồi. Quá ok luôn nhá. Rồi là các bác ghi giá ghi cả như em đang sử dụng này cũng ok luôn. Đấy thì một hộp này là 10 cây nhá, 50.000 một hộp. Đó thì sẽ có hai mã màu là một mã màu xanh và một mã màu đỏ nhá. Lấy mã nào thì cứ báo nha em. Lấy màu nào thì báo cho em nhá, để anh em biết lối em nhặt cho các bác. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô đá mài nhật này. Đấy, lên luôn cho bác cái lô đá mài nhật nhá. Cái nào con này thì về các bác mài dùng cực kỳ thích luôn, và bên em bán rất là nhiều rồi. Hàng đá mài Nhật, hàng đá mài made in Japan. Đấy của thương hiệu Katashiwa. Thì tại bên em đang có hai mã đá nhá, là một mã đá mài A và một mã đá mài B. Thì em sẽ quay cho bác chi tiết về từng loại. Đây, con này là con mã đá A này. Đấy, mã đá A em báo giá trước luôn nhá. Lên mã thì em sẽ là cái sản phẩm là cái mã đá A. Đá mài A. Con này sẽ có giá là 90k một viên. Đấy, chỉ có 90.000 viên thôi. Giá rất bình dân luôn. Katashiwa này, made in Japan này. Con này độ mịn của nó một mặt là 10.000. Đấy, một đánh dấu này, một mặt là thăng 10.000, một mặt là thăng 5.000. Đấy. Cái thông số nó càng cao thì cái độ mịn nó càng cao nhá. Thông số càng cao, độ mịn càng cao. Đấy, cái này về các bác dùng để mài những cái dạng dao dao thái, dao phi lê nhá. Đấy thì nó độ mịn nó cao, các bác mài những con dao thái phi lê rất hợp lý này. Đấy, hàng made in Japan. 5.000, 10.000 nhá, độ mịn là 5.000, một mặt 5.000, một mặt 10.000. Đá 90.000 viên, và đi kèm thì bên nhà xuất sẽ có kèm thêm nữa là một cái
cái gioăng này gọi là cái gioăng cao su để nó đỡ viên đá, để khi các bác mài, các bác để phần mặt kính, mặt đá hoa các thứ là không lo nó bị trơn trượt nhá. Các bác để lên cái gioăng này, đấy các bác để xuống các bác mài, đấy các bác kê xuống thì rất chắc chắn luôn, không lo viên đá nó bị xô dịch thì khi mà các bác mài ra nó dễ mài. Đấy các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê mà, mình phải có cái kê nó chắc đã thì khi mà mình làm nó mới chuẩn chỉ được nhá. Đó. Mã đá A nhá, 90.000 viên, thông số sẽ là 5.000 10.000 nhá các nhá. Ngoài ra thì sẽ có thêm cho bác đó là cái mã đá B. Cái này thì độ mịn của nó sẽ thấp hơn, một mặt là 8.000 và một mặt này là 3.000 đúng không nhá. Đấy cái này thì độ mịn nó thấp hơn thì đồng nghĩa việc là cái độ nhám nó sẽ cao lên. Đấy nó sẽ cao lên. Thì ví dụ về các bác mài dạng dao chặt cho trước các thứ các bác dùng con này xem này. Đấy, made in Japan Katashiwa các nhá. Một mặt là 8.000, mặt này là mặt 8.000 này. Còn cái mặt dưới là mặt 3.000, cũng đi kèm cho bác là một cái gioăng cao su nha, cái gioăng đế cao su để các bác để viên đá thì khi các bác mài không lo nó bị trơn trượt nhá, xô dịch rất ok luôn. Con này thì em lên mã sẽ là mã đá B nhá, đá B độ mịn là 8.000 3.000 các nhá, đá B này, đá B độ mịn sẽ là 8.000 và một mặt là 3.000, giá của nó thì sẽ rẻ một chút, 80.000 một viên. Đấy, đá B sẽ là 80.000 viên, còn mã đá A thì là 90.000 viên. Đó thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhé. Đấy, hoặc các bác có thể lấy một lúc hai viên luôn được. Đấy, đá A là 90, đá B là 80 nhé. Về các bác mài dao mài kéo các thứ giờ rất ok luôn, đá nhặt mài cực kỳ thích. À cái dòng đá này thì trước khi về xài thì các bác ngâm nước cho em, lúc nào mà các bác cảm thấy là nước nó no rồi thôi. Đấy, ngâm vài ba ngày được, càng ngâm lâu càng tốt nhé. Nước nó ngấm vào càng nhiều thì khi mà các bác mài càng dễ mài, càng trơn đá mà mài càng sướng luôn. Đó, về giúp em là ngâm nước càng lâu càng tốt nhé. Đó. Rồi hôm qua mã sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng kiềng chắn gió bếp ga này. Đấy, mã hàng kiềng gió bếp ga. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Giá thì nó bình dân thôi. Lên mã thì em sẽ được cái kiềng chắn gió bếp ga này, 30.000 một cái. Đấy, 30.000 một cái nhá. Cái này về các bác công dụng của nó là các bác để lên những bếp ga của nhà mình. Đấy thì các bác để lên thì nó sẽ chắn toàn bộ phần ga, nó không bị chìa ra ngoài nhiều. Và thứ hai là chắn được cái lượng gió. Đấy, đặc biệt là các bác để những bếp ga ngoài gió máy thứ nó thổi vào, đấy nó xô ga các thứ giờ là các bác đun nó rất là hao ga, thì các bác lắp cho em cái này vào rất ok. Đấy, khi mà lắp cái này vào thì cái gió nó không tạt được cái ga nữa nhé, đun nó nhanh sôi. Và thứ hai là cái lượng nhiệt nó sẽ dồn hết lên cái phần đít nồi đáy nồi, nên khi mà các bác đun rất là nhanh sôi, tiết kiệm ga nhá. Đấy, nói chung là con này nên mua về các bác xài nên mua nhá. Đấy, và ở đây nó rất nhiều những cái khe này, hầu như là những cái dòng bếp phổ thông bây giờ là các bác lắp vừa hết luôn. Đây nó rất nhiều khe nên là các bác có thể là xoay các hướng các kiểu để các bác lắp vào nhá. Đây em sẽ đo cho các bác về cái phần kích thước này. Con này đường kính của nó rơi vào là 25 này. Đấy là cái đường kính trên, đường kính to nhá. Còn đường kính dưới, đường kính nhỏ của nó rơi vào là 15 nhá. 15,5 này, 15,5. Đó. Còn cái đường kính trên này của nó thì rơi vào là đi 25 nhá, 25. Đó. Thực tế về sản phẩm này rất chắc chắn luôn. Đấy, mà giá nó bình dân thôi. 30.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái kiềng chắn gió bếp ga 30.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng cũng rất là bán chạy với nhau, đó là cái cây chổi quét trần nhà. Đấy. Trần nhà thì nhất là rất nhiều màng nhện thứ này. Đấy, rồi là những cái con muỗi nhiều thứ rất là nhiều. Đấy, các bác mua về vệ sinh cho em cái trần nhà nó sạch sẽ này. Đấy, có khách khứa vào người ta đi thẳng ngắm nhìn trần nhà. Đấy, nhìn nó sạch sẽ đã ok luôn. Đấy, cảm thấy là ok luôn các nhá. Đây, một chiếc chổi nhà thiết kế rất thông minh. Đấy, cái phần đầu lông này và nó có thể uốn này. Đấy, bẻ cong đi. Ví dụ những cái vị trí khó các bác có thể luồn lách vào bằng cái việc là các bác bẻ cong này, các bác luồn lách vào rất là dễ này. Lúc nào không dùng nữa thì các bác có thể bẻ thẳng ra nha cho em. Đấy, phần đầu chổi lông, đấy quấn màng nhện thứ vậy rất ok luôn. Đấy, và đi kèm là một cái thanh này. Đấy, cái thanh này rất là hay là nó có thể rút ra. Đấy, rút dài nha các nhá, rút dài ra. Đấy, con này rút dài ra thì đây để em rút hết cỡ ra, em đo luôn cho bác này. Nó phải rơi được khoảng tầm là đi 1 2 3 4 này. 2m4 nhá. Cái này rút ra được là 2m4 này. Đây này, khá là dài này. Đây này. Đó, rút được 2m4. Và cái này thì nó là vào là 30 phân nữa nhá. Đấy, 40 phân nữa thì nó rơi khoảng tầm 2m8 nhá, 2m8. 2m4 2m8 đấy, rơi khoảng tầm 2m8 với cộng người các bác rơi khoảng tầm mét 7 nữa thì mét rưỡi mét 7 nữa thì một chiếc trần nhà còn tầm 3,5 mét trần 3,5 mét 4 mét là không có gì khó cả bác nhá. Đấy, các bác chọc lên trần nhà, các bác quét bụi trần nhà màng nhện cái thứ rất ok luôn, mà rất là tiện. Khi nào mà dùng xong là các bác tháo rời này, các bác bỏ vào trong ngăn kéo các thứ rồi cũng rất ok, rất là gọn gàng luôn. Đấy, khi mà thu nhỏ mà nó dài khoảng tầm 40 cm thôi, rất là hay nhá. Đó, thì một bộ sản phẩm chổi cắt trần nhà này em đang gửi bác giá rất là bình dân thôi, 40.000 một bộ nhá, 40.000 bộ.
À, xin lỗi bác là xin lỗi bác là báo giá nhầm nhá, 50 ngàn. Đấy, 50 ngàn có nhá, 50 ngàn. Lên mã giúp em sẽ là cái chổi quét bụi trần nhà nhá, chổi quét trần nhà. Đấy. 50k một cái bộ này, bao gồm là một cái cây thanh rút và một cái đầu này nữa là 50k bộ nhá, 50k bộ thôi. Giá rất là bình dân hẳn rẻ. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Thể giúp bạn đỡ vất vả hơn mỗi khi dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Từ khi mà mình sắm cái chổi quét trần nhà này về á, thì phải nói là nó giúp mình xử lý tất cả mọi ngóc ngách ở trên trần cao một cách vô cùng dễ dàng. Mình không có còn phải bắt ghế rồi lấy cái dẻ để lau nữa. Đặc biệt là cái chổi này có thể kéo dài với kích thước là 2m8 lận, nên cho dù là cái trần nhà của bạn cao cỡ nào thì cái chổi này cũng có thể xử lý được hết cho bạn nha. Được cái là cái đầu chổi có thể uốn cong, nên là những cái góc nào mà khó á, nó có thể xử lý được luôn cho bạn. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới cho các bạn nha. Đấy, chỉ có thực tế về sản phẩm nhé, chỉ có 50 ngàn thôi nhưng mà rất là hữu ích, sử dụng trong nhà rất ok luôn. Chổi cắt trần nhà nhá, 50 ngàn một cái bộ chổi cắt trần nhà này, 5k bộ này. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm về cái đồ gia dụng nhà bếp này. Đấy, rồi gia đình nào cũng hầu như cũng cần cái sản phẩm này, đó là cái bộ rổ hai lớp nhá, bộ rổ vuông hai lớp này, rất xịn sò, hàng của Việt Nhật nhá. Hàng này thì hàng của Việt Nam, đây hàng của Việt Nhật này. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái bộ rổ hai lớp nhá, bộ rổ vuông hai lớp. Thì đây chất liệu thì làm bằng nhựa PP, nhựa PP thì rất là an toàn và siêu bền luôn. Đấy, công ty sản xuất nhựa Việt Nam này, hàng của Việt Nhật nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Một cái bộ này thì nó sẽ gồm có là 6 cái, 3 cái rổ và 3 cái chậu nhá. Đây, một cái này. Đấy, một cái 3 cái rổ nha. Đấy, 3 cái rổ nha. Và 3 cái chậu. Đấy, 3 cái rổ để các bác đựng rau. Đấy, 3 cái rổ để các bác đựng rau. 3 cái chậu để các bác đựng nước ngồi những cái đồ nước các thứ này. Đấy, rửa rau rửa cổ vào đây. Và ví dụ như là mỗi lần các bác rửa rau bình thường là nó chỉ có nguyên cái rổ không thôi, các bác mà vừa rửa rau xong ấy ra nước nôi thứ giờ nó rất là nhiều, nó trang trải ra bếp các thứ rồi. Đấy, đi lại nó dính dáng, nó bẩn. Đấy, các bác khi mà rửa xong thì nó sẽ có đi kèm một cái chậu nha, các bác bỏ ra chậu. Đấy, không lo nước nôi nó bị rơi ra ngoài nhá, rất ok luôn, thiết kế rất thông minh nhá. Đấy, thì nó sẽ đi theo kèm theo bộ nhà nhá, thì về các bác rửa hoa quả rau cỏ vào đây rất là ngon lành luôn. Đấy, hàng đi nhựa PP siêu cực cáp dày dẫn luôn, các bác xài cho em thoải mái luôn, siêu bền. Đấy, mà một cái bộ này thì giá siêu bình dân, siêu hạt rẻ. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái bộ rổ hai lớp 6 cái nhá, 6 món. Đấy, 6 món, 3 rổ và 3 chậu, và các bác có thể lồng vào theo bộ nhà. Đấy, lồng vào theo bộ nhà. Giá của nó thì sẽ là đi 80 ngàn một bộ nhá, 80 ngàn bộ thôi. Lên mã cho em sẽ là cái bộ rổ vuông hai lớp này, 80k. Đấy, 80k một cái bộ rổ vuông hai lớp này, hàng của Việt Nhật rất xịn sò. Đấy, 80k bộ. Đó, 3 chậu và 3 rổ nhá, 3 chậu và 3 rổ dùng rất ok luôn. Với mã hàng tiếp theo thì lên cho bác nhanh một số cái mã hàng về thiết bị vệ sinh điện nước này. Đấy, lên luôn cho bác đó là cái dòng vòi xịt vệ sinh inox 304 nhá, con này thì quá chất lượng rồi. Đấy, và bên em bán cực kỳ nhiều luôn. Đó, một cái bộ vòi xịt vệ sinh đầy đủ một bộ nha. Đấy, bao gồm là dây này. Đấy, bao gồm một sợi dây nhá, inox 304, chống xoắn, chống gập, chống rối nhá. Đấy, một sợi dây. Gen của nó toàn bộ là gen 21 nhá. Đấy, toàn bộ là gen 21, toàn bộ là bằng inox 304 luôn. Đấy, dây đến ốc các thứ là toàn bộ bằng inox 304. Đấy, sẽ gồm có là một sợi dây này, đi kèm là một cái tay xịt nhá, hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan Su304 nhá. Đây, các bạn nhìn cái phần gen này. Đấy, rồi là inox này, rất dày nhá. Đấy, cực kỳ dày chất lượng luôn. Đây là phần tay bóp này. Tay bóp thì cực kỳ là êm ái và cái lượng nước nó xịt ra nó rất là khỏe ạ. Đấy, xịt ra rất khỏe, các bác mua về thay một loạt những cái vòi, những cái dạng vòi nhựa, vòi cổ hồi xưa ấy, các bác dùng rất là nhanh hỏng nhá. Và một thời gian là nó xuống cấp, nó rất là nhanh hỏng. Con này các bác mua về dùng rất bền, các bạn nhìn inox rất là dày nên dùng siêu bền luôn. Cái này anh em dùng khoảng tầm 3 4 năm nay rồi, rất bền luôn nhá, rất bền luôn, dùng cực kỳ thích luôn, lượng nước ra rất đều khỏe nhá. Đấy, và đi kèm tiếp luôn các bác là một cái giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ thì về các bác bắt cái này vào tường, sau đó là có kèm luôn cho các bác cả ốc vít này luôn. Đấy, thì về các bác khoan lỗ bắt cái này vào tường và các bác lắp dây vào, sau đó là khi mà mình dùng xong là mình đeo lên này là xong. Đấy, một bộ của nó là đầy đủ là cả dây này. Đấy, cả dây rồi là cả cả giá đỡ này, cả tay xịt này, rồi là ốc yếc các thứ đi kèm là một bộ này, chọn bộ này, hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đó, giá của nó thì rất là bình dân thôi, 100.000 một bộ nha, 100.000 bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vòi xịt vệ sinh ở toilet nhá. Đấy, thì một bộ chọn bộ nha, đóng nguyên túi này luôn nhá, mới keo nhá, hàng mới keo, hàng bãi nhưng mà mới keo luôn nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Lên mã cho em sẽ là cái bộ vòi xịt vệ sinh nhá. Đấy, vòi xịt nhà vệ sinh toilet. Giá sẽ là 100.000 một bộ thôi, 100.000 là đầy đủ phụ kiện luôn. Về các bác không cần phải mua thêm gì cả,
Về chỉ việc là khoan cho em hai cái lỗ, bắt cái giá đỡ vào, lắp cho em cái tay với cái dây vào, nguồn nước là các bác xà thôi, không cần phải mua thêm gì. Còn ví dụ như nhà có sẵn cái lỗ cũ rồi, các bác chỉ việc là lắp vào là xà thôi, không cần phải khoan nữa, rất ok luôn. Về là chỉ việc lắp vào là xà, mà cực kỳ dễ dàng lắp đặt nha. Những cái chỗ giòn này thì các bác cẩn thận này, thêm cho em một ít băng keo non vào cho nó kín nữa nha, nó kín là ok. Đấy, 100k một bộ thôi. Đấy, mua về thay hết những cái dạng bộ vòi nhựa thứ nhà mình đi, dùng bộ này thì siêu bền mà nước ra rất khỏe và tay bóp rất là êm ái, ok, rất nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy, 100.000 bộ, bộ vòi xịt nhà vệ sinh nhá, toilet 100k bộ. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây này. Đây có nhìn này. Đấy, cái lực nước em test nha. Đấy, lực nước em test ra rất là khỏe và đều luôn. Đấy. Vì cái con này cái lỗ thoát nước của nó đây này, cái lỗ thoát nước của nó thiết kế nó rất là ok nên là cái lượng nước nó ra rất là khỏe và đều, dùng rất thích luôn. Đấy, đây. Các bác nhìn này. Đấy. Inox 34 thì dùng rất là bền rồi, không lo gì sét, không lo nó bị hỏng hóc, rồi là nó rất là bền theo thời gian nhá. Đó, hàng này của Nhật, Osaka, Japan. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này em test đây. Đó, 100k nhá, 100k một bộ sản phẩm này, là đầy đủ phụ kiện về các bác chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá. Đấy rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái lô vòi sen massage, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, lên mã thì em sẽ cái bộ vòi sen massage. Bộ vòi sen massage này thì hiện tại em đang bán giá sẽ là đi massage, giá của nó thì sẽ là 70.000 bộ thôi, chỉ có 70.000, giá rất bình dân nhá. 70.000 bộ vòi sen massage này các bác mua đâu được. Đấy, chỉ có shop Tín Hiền mới bán được cái giá này thôi. Đây, một bộ vòi sen này sẽ gồm có là một tay sen này, đấy, một tay sen và đi kèm là một cái sợi dây cũng nhá. Sợi dây thì cũng là gen 21 cũng nhá, cũng là gen 21 và dây thì cũng sẽ là dây inox chống gập chống rối cho em luôn. Đấy, về các bác lắp vào nguồn nước nhà mình, sau đó là các bác lắp vào cái tay sen và các bác xài thôi. Cái hay của cái tay sen này thì nó sẽ có cái nút đóng mở này, đấy, cái nút công tắc đóng mở cái tay cầm này luôn. Đấy, bình thường thì các bác cứ phải hay khóa ở cái đầu nguồn nước nhé, nhưng mà cái con này thì không cần, các bác chỉ việc là mở khóa đóng khóa ở luôn cái tay sen này cho em, rất ok. Đấy, và một cái chức năng rất hay ho nữa là nó có thể chỉnh các chế độ này. Đấy, thì các bác xoáy cho em cái vặn cho em cái công tắc này thì nó sẽ có các chế độ nhá. Đấy, 1 này 2 này 3, đấy, nó có tổng là 3 chế độ nước khác nhau nhá, thì nó sẽ phun ra theo dạng tia nhỏ bên trong này, phun là tia ở vòng ngoài này, rồi là phun ở bia, phun toàn bộ này, rất ok. Và đây là nó có những cái gai này, có nhìn, có những cái gai nhà này, đấy, có những cái gai nhỏ li ti, nó là cái đầu dạng gai thiết kế là chất liệu là silicon, nó rất là êm ái, các bác có dùng vừa kỳ cọ vừa massage này, đấy, kỳ cọ những chỗ nào mà nó bẩn ghét các thứ này, vừa kỳ cọ vừa massage. Đấy, rồi là mình vừa tắm vừa kỳ cọ và massage dùng rất thích luôn. Đấy, cái con massage này thì vì em bán cực kỳ nhiều rồi, vì giá nó quá tốt mà sản phẩm nó dùng nó quá ok luôn. Đấy, gen 21 về các bác lắp đặt vào cái dây này là lắp vào cái củ sen mình là xài thôi. Đó, 70.000 bộ nhá, 70.000 bộ là bao gồm là một tay sen nhá, một tay sen và một cái cuộn dây, một cái cuộn dây nguồn nha, dây là dây inox nhá, là 70.000 bộ này. Lên mã em sẽ là cái vòi sen massage 70.000 bộ, rất nhiều chức năng hay ho nhé, các bác mua về dùng ok lắm. Đó, rất ok luôn, 70.000 bộ. Đây, ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác đó cái giá đỡ sen nhá. Nhiều bác hỏi là có bán kèm giá đỡ sen không, thì đây có nhá, giá đỡ sen này thì bên em đang bán cái dạng giá đỡ sen dạng dính nhá các nhá. Bình thường là các bác mua những cái giá đỡ là nó có sẵn ấy, đi kèm ấy thì nó hay phải bắt ốc. Đấy, thì các bác cứ phải khoan. Đấy, khoan thì thứ nhất là nó phải có máy khoan, rồi các bác nào phải có tí tay nghề thì khoan nó mới chuẩn được, bắt vào nó mới ok. Mà thứ hai là khoan thì nó sẽ tạo ra những cái lỗ lổm chà lổm chổm ấy rồi. Đấy, ví dụ như mình sau này mình không dùng nữa, nó tạo ra những cái lỗ lổm chà lổm chổm nó rất là xấu. Đấy, thì các bác mua cho em cái dòng giá đỡ sen này. Đấy, cái giá đỡ sen này thì hiện tại em đang bán là 30.000 một cái nhá. Nó là dạng dính quá. Đấy, rất là thông minh, là dạng dính. Đấy, thì về các bóc cho em lớp keo ra này. Bóc xem cái lớp keo ra, các bác dính trực tiếp vào trong tường. Đấy, lau sạch cái chỗ mà các bác dính đi nhá, lau sạch giúp em đi, lau khô đi. Đấy, lau sạch và lau khô nước đi, sau đó các bác dính ấn chặt vào, các bác miết hết những cái phần ria này vào cho nó ốp chặt vào, sau đó các bác cài cho em cái xe này lên. Cái xe này thì bên em sẽ bán lẻ nhé nhá, bán lẻ thì đang gửi bác là 30.000 một cái. Lên mã cho em sẽ là cái giá đỡ sen nhá, cái giá đỡ cho cái bát sen thì đang bán với bác là 30k một cái giá đỡ sen nha. Đấy, thì bác nào mà nhà có sen các thứ rồi mà hiện tại đang hỏng giá đỡ thì các bác có thể mua cái giá đỡ nha. Giá đỡ này hiện tại em đang bán là 30.000 một cái. Còn một cái bộ sen thì đang bán là một bộ cả dây cả bát thì đang bán là 70.000, là cái bộ sen massage đấy. Còn nếu mà các bác mà mua cái bộ này rồi mà chưa có giá đỡ thì mình có thể mua thêm cái giá đỡ này, thì cái giá đỡ này thì bên em đang bán kèm thêm là 30.000 một cái nhá. Thì chọn bộ này là cả giá đỡ cả sen là 100.
Còn nếu mà nhà các bác có rồi thì thôi. Còn nếu mà bác nào có nhu cầu mua lẻ cái này thì bên em cũng bán luôn. Bán lẻ một cái này là 30 ngàn nhé. Cái này dính chắc lắm. Đây em quay cho bác cái nhà em đang xài này. Đây cái này nhà em dính khoảng tầm hơn 2 năm nay. Chắc khư luôn. Các bác dùng tay giặt cho em thoải mái luôn. Nó dính chắc cực kỳ nhá. Đấy không cần phải khoan đục gì. Về lau sạch cho phần mặt đá đi, lau sạch lau khô đi, sau đó các bác dán trực tiếp cho em sao. Đấy con này nó có thể điều chỉnh ngửa lên ngửa xuống luôn này, rất là hay nhá. Đấy thiết kế rất thông minh luôn. Đó rất là ok. 30 ngàn một cái các bác nhá. Giá đỗ sen. Đấy quay trở lại với cái bát sen massage thì đây em cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm nhá. Nó có các chế độ nước và khi mà tắm massage được rất hay. Đây các bác cùng coi này. Đấy. Đầu massage silicone mềm mại nhá. Đấy, lắp đặt vào. Đó. Đấy các bác về dùng này, đấy vừa kỳ cọ này, vừa massage, đấy rồi là thay đổi các chế độ nước nhá. Đấy thay đổi các chế độ nước, dùng rất ok luôn. Đấy, vừa tắm vừa thư giãn thoải mái nhá. Có những cái chen massage, dây cấp nước của nó sẽ là đầu gen 21 nhá, đầu gen 21. Đấy thì các bác gạt các chế độ này, tắt mở nước ở cái tay cầm luôn, rất tiện dụng luôn. Đấy. Đấy, là nước êm ái, dùng rất thích nhá. Đấy, rất ok luôn. Bán cực kỳ nhiều mà dùng rất ok luôn. Đấy, rồi, thực tế về sản phẩm vòi sen massage nhá. Thì đang bán bác là 70 ngàn. Một cái bộ vòi sen massage này là 70 ngàn. Còn lấy thêm giá đỡ sen thì đang bán cho bác là 30 ngàn một cái giá đỡ sen này coi nhá. Tiếp theo là dòng chiếu điều hòa, chiếu mây nhá. Nằm cực kỳ mát luôn, nằm rất thích. Dòng này thì nói chung là một cái sản phẩm rất tốt trong mùa hè rồi. Các bác nằm thì bao mát bác luôn, ngủ cực kỳ ngon luôn. Đấy, nóng nhưng mà nằm con chiếu này mát lạnh người luôn. Đấy, nó gọi là chiếu điều hòa chiếu mây nhá, nằm rất mát luôn. Cái này anh em đang dùng một cái rồi, nằm rất thích. Đây, có phần dây thun bo góc này để các bác thắt vào cái phần góc giường thứ là nó không bị trôi xô chiếu, không bị xô chiếu nhá. Đây toàn bộ thì được bo viền. Đấy, may bo viền nên không lo nó bị xù chiếu, là dùng rất bền luôn. Cái dòng này thì các bác yên tâm đi, dùng siêu bền nhé, bảo hành bác luôn. Nhà em xài có cái chiếu này cỡ khoảng tầm hơn 3 năm này, không có bị xô bị xù nào cả, dùng rất bền luôn, dùng rất bền luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái chiếu điều hòa chiếu mây. Đấy, chiếu điều hòa chiếu mây này, chiếu điều hòa thì hiện tại em đang có hai mã nhá, là một mã mét 6 nhân với lại 2 mét nhá, và một mã mét 8 nhân với lại 2 mét. Đó thì bên em đang bán đồng giá luôn là 160 ngàn một cái. Giá rất bình dân luôn. Chỉ có 160 ngàn thôi. Bỏ ra giúp em 160 ngàn sở hữu cho em là một cái chiếc chiếu rất là mát nha. Nằm rất thích luôn. Bao dùng bao xài luôn. Về các bác nằm mà không mát không lấy tiền bác luôn. Nhiều bác hỏi là nằm có mát không. Yên tâm em đi. Vì em đang dùng thực tế rồi. Nằm rất mát luôn. Nằm thích lắm. Đó. 1m6 x 2 và 1m8 x 2 thì về các bác đo xem cái kích thước giường nhà mình bao nhiêu nhá. Đấy, bao nhiêu thì báo nha em nhé, em sẽ nhặt cho bác loại đấy. Mà mua 1m6 thì báo nha em 1m6, mua 1m8 thì báo nha em 1m8 nhá. Thì chiều dài chung của nó là 2m, còn chiều rộng thì giường thì có cái 1m6, giường thì có cái 1m8. Cái này thì hai kích thước là hai kích thước phổ thông nhất của hiện nay rồi. Đấy, chiếu điều hòa nhá, 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đồng giá là 160 ngàn một cái nhá. Thì sẽ có hai mã chiếu như thế, hai kích thước khác nhau như thế. Thì đây em đang giả một cái quay luôn bác coi này. Đấy, chiếu rất đẹp luôn, khi mà giả ra rất đẹp luôn này. Bo viền bo viết các thứ đầy đủ ngon lành hết luôn nhá. Cái lô đèn năng lượng tích điện này, các bác cứ lên mã em sẽ được cái đèn năng lượng tích điện nhá. Đèn vàng năng lượng tích điện nhá các bác nhá. Giá thì em báo giá luôn, giá rất tốt và các bác rất dễ mua luôn. 180 ngàn một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đèn vàng. Đấy, đèn vàng tích điện này. Đấy, đèn vàng tích điện có cả sạc năng lượng luôn. Giá sẽ là 180k một cái sản phẩm nha. Đấy, 180 ngàn một cái. Giá rất là rẻ bình dân mà sản phẩm dùng rất hay. Đấy, đặc biệt bắt đầu sang cái mùa hè rồi. Thời tiết nắng nóng, tình trạng mất điện nó đóm rất nhiều. Đấy, rồi là các bác đi công trình, công trường. Đấy, đi ra những cái chỗ mà nó không có điện lưới. Các bác mang con đèn đi các bác chiếu sáng rất tiện dụng luôn nhá. Nó có sẵn pin tích điện xong này. Ngoài ra thì có sạc được luôn cả năng lượng mặt trời và sạc được bằng cả điện lưới luôn các bạn. Đấy, sạc được bằng cả điện lưới luôn đây. Tổng quan con đèn đây. Đó. Toàn bộ thì nó sử dụng dòng chip LED các bạn nhá, chip LED này. Cái này thì em đếm sơ sơ nó rơi khoảng tầm hơn 300 cái mắt LED này các bạn nhìn này. Đấy, hơn 300 mắt LED. Nó có 4 cái pha nha. Đấy, 4 cái pha LED. Tổng là hơn 300 mắt LED nhá, rất nhiều mắt LED nên rất sáng luôn. Đấy. Có chuẩn IP chống nước chống bụi nhá, IP66 chống nước và chống bụi nhá, chống nước chống bụi và chống côn trùng. Phần trước này thì là mặt kính luôn, rất chắc chắn. Đấy, mặt kính ok luôn này. Đây, bo viền các thứ chống va đập chống vỡ. Phần mặt sau thì nó sẽ là một cái tấm
năng lượng sạc mặt trời đấy, sạc năng lượng mặt trời nha. Đấy thì nếu mà các bác không có điện lưới thì mình có thể mang ra phơi nắng để các bác sạc bằng năng lượng mặt trời nhá. Đấy các bác cứ ra phơi này thôi, nó có ánh nắng thì đây các bác nhìn này, nó đang báo đang sạc, cái này là sạc được bằng cả cái ánh điện là luôn rồi. Đó, đây các bác nhìn này, báo đang sạc không nhá, đấy báo đang sạc đấy. Còn ví dụ bây giờ che đi cái là nó sẽ mất luôn, đó thấy không, che đi cái mất luôn. Còn đây bỏ ra cái này, đó thấy không, báo luôn, báo luôn đấy, báo đèn luôn, rất ok nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có sạc bằng điện lưới luôn, nó sẽ có hai cổng này, một cái cổng là output là cổng ra đấy, tức là các bác muốn sạc cho điện thoại thứ giờ thì các bác cắm vào đây đấy, cắm cái dây sạc điện thoại đây để các bác sạc cho điện thoại nhá, sạc ngược lại cho điện thoại. Còn nếu mà các bác sạc vào thì các bác cắm vào cái cổng nhỏ này đó, thì nó sử dụng cái cục sạc điện thoại ấy. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại 5V 2A các bác cắm vào đây, đây nó có cái chân USB này đấy, các bác cắm vô là các bác sạc được cho cái đèn này rồi. Em nói luôn là sạc năng lượng thì nó sẽ vào chậm hơn nữa nhá, còn sạc tích điện thì sạc bằng điện lưới thì nó sẽ vào là nhanh hơn, còn sạc năng lượng thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Đây nhá, về nếu mà các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này đấy, ví dụ như nhà em đang bán cái cục sạc Samsung này, thì về nếu mà các bác có những cục sạc như này các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái đèn này đấy, thế thôi đấy, cắm vào cái cục sạc điện thoại là các bác sạc được cho cái đèn này rồi. Thì bên em đang bán một cái cục sạc Samsung 2A này, 5V 2A này, giá của nó sẽ là 30.000. Các bác cứ lên mã cho em xem cái cục sạc điện thoại hoặc là cục sạc 5V 2A nhá, giá sẽ là 30.000 một cái cục sạc này. Đấy, rồi đi vào cái quay trở lại với cái đèn, thì đây chiếc đèn cực kỳ chất lượng luôn, chắc chắn lắm, cầm nặng trịch tay luôn. Đó, đi về các bác chỉ việc bật lên là các bác xài thôi. Con này rất nhiều chế độ sáng nhá, đấy có cả đèn trắng, đèn vàng, đèn hỗn hợp này, rồi là nháy cảnh báo SOS luôn. Thì giờ em sẽ đi ra test các bác xem thực tế về cái ánh sáng nhé, để các bác xem nó trực quan hơn. Đây nó có cả cái phần cái móc đeo này, thì mình về mình có thể treo lên nhé, đeo lên rồi treo lên đây cả phần móc đeo này, rồi cái này là cái gá các bác có thể để treo lên để nó pha xuống, rất tiện dụng luôn, thiết kế rất thông minh đó, chắc chắn ok. Lên mã cho em sẽ là cái đèn vàng tích điện nhá, đấy đèn vàng tích điện 4 pha nha, 4 pha 1 2 3 4, giá sẽ là 180.000. Đó, thì đây em sẽ test cho bác xem thực tế về cái ánh sáng của nó nhá. Đây nha, em đang quay trời tối đây, em sẽ bật đèn và test cho bác coi luôn này. Đây em bắt đầu bật đèn này nhá, đấy thấy không, rất sáng luôn nhá, các bác nhìn này, kinh khủng khiếp luôn đấy. Mà cái pha sáng nó cái tầm cái pha nó sáng nó rất là rộng, cái diện tích khoảng trống rất là rộng, các bác nhìn này, đấy đây thấy không, cái này em đang quay trong cái không gian rất rộng luôn nhá, đấy một cái bãi đất rất rộng luôn này, đây các bác nhìn này, đó rất sáng luôn nhá. Tay trên tay em chỉ có duy nhất cái này thôi này, đấy chế độ này chế độ ánh sáng màu trắng nhá, chuyển sang chế độ ánh sáng màu vàng này, đấy có cả màu vàng luôn đấy, rồi là ánh sáng vàng trắng lẫn lộn trung tính này, đấy rồi là có cả chế độ sáng vừa này, đấy nháy cảnh báo LED nhá, đây, cái này đang nháy cảnh báo này, đấy rồi chế độ tắt hẳn này, đó rất sáng luôn, nhìn này, cái pha nó sáng rất rộng luôn nhá, cả một cái bãi đất rộng này mà rất sáng luôn, đấy chỉ có duy nhất một con đèn thôi, rất sáng. Đây tắt đi nhá, tắt đi này, con nhìn này, đấy, tắt đi này, tối om luôn, đó thấy không, rất ok, đấy, một con đèn cực kỳ sáng. Về các bác dùng sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền này, rồi các bác công trình công trường xài này cho em rất ok luôn, rất tiện dụng, không cần dây dợ gì lằng nhằng, chỉ việc là mình sạc vào, sạc đầy pin sau đó các bác mang đi các bác xài thôi. Đấy, lúc nào hết pin thì mình lại mang ra mình sạc lại nhá, là lại dùng được nhiều lần. Đó rất ok. Giá 180.000 một chiếc nhá. Đấy 180.000 một chiếc. Test cho bác xem thực tế về độ sáng rồi, quay rất chi tiết luôn, đèn rất chắc chắn nhá. Đó. Đó thì em báo giá là lần nữa nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đèn vàng tích điện có 4 cái pha LED nha. Giá sẽ là 180.000 một cái. Và ngoài ra nếu mà các bác muốn mua thêm cái cục sạc để sạc cho cái đèn này thì bên em đang bán cái cục sạc Samsung 2A này, giá sẽ là 30.000 một cục thôi nhá. Rồi các bác, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã A rất là hay. Đấy mùa hè đến rồi này. À, về các bác hay răng lưới, răng bạt nhiều, đấy mình căng lên để cho nó đỡ nắng thứ rồi. Rất là tiện dụng luôn, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy thì bên em bán giá rất bình dân thôi. Bán sẽ combo là một lần là 10 cái một nhá. Đấy bán combo là một lần là 10 cái một này. 2 này. 4 này. 6 này. 8 này. 10. Đấy bên em có bán theo một combo là 10 cái kẹp bạt như này. Về các bác dùng để kẹp bạt, kẹp lưới, che nắng, che nước các thứ rất ok luôn. Nó có cả cái lỗ luồn dây nhá. Thì giá 10 chiếc kẹp bạt này giá của nó sẽ là đi 15.000 thôi. Giá rất bình dân hạt rẻ, 15k các nhá, 15k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ kẹp bạt, kẹp lưới, che nắng, che mưa nhá. 15k một cái combo 10 cái nha. Đấy bán được combo là 10 cái luôn. Thì đây về các bác chỉ việc là đặt cái lưới hoặc là cái bạt vào đây này, đấy, sau đó các bác ghim cái này vào, ấn nó vào, đấy là nó sẽ có những cái lỗ này nó sẽ khớp vào này, đấy, sau đó các bác luồn cho cái dây này vào đây, đấy luồn cái dây thì các bác có thể kéo ra cái vào, các bác căng lên nó rất ok luôn, rất tiện dụng. Đó, con này thì dòng nhựa ABS cao cấp này,
Đấy, chống mưa chống nắng các thứ là tránh mưa nắng cho em thoải mái luôn, dùng rất là tiện. Đấy, mà giá là bình dân nó chỉ 15 ngàn một chục cái thôi, 15 ngàn nhá một chục cái kè bạt này. Đây, các bác Mùa cùng hè xem thực sắp tế đến video rồi, này. có bác nào tính làm mái căn bạt thì mua em này nha. Đây là kẹp lưới che nắng, nó có thể ghim bạt kẹp bạt rất tiện lợi, tránh việc các bác đục lỗ xỏ dây lâu ngày sẽ làm rách bạt. Chỉ 15k 10 cái thôi à, bác nào thích mua ủng hộ em nha. Và đấy, có mùa đây hè sắp đấy, đến nhìn rồi này. Có bác nào đấy, tính khi mà các bác có cái kẹp cái lưới đấy thì các bác mua con này về, đấy sau đó các bác kẹp nó vào đó, kẹp nó vào sau đó các bác luồn dây vào nhá, nó có cả cái lỗ luồn dây mình có thể kéo ra kéo vào, hoặc là các bác căng lên đấy, nhìn khi mà căng lên lưới nó rất là căng là đẹp, nó không bị trùng lưới, dùng không bị trùng lưới. Mua view các bác cứ tính theo diện tích kẹp thôi nhá, đấy thì cứ 15k 10 cái, mua theo combo là 10 cái một nhá, không bán lẻ một cái nhá, đây không bán lẻ một cái, rất tiện dụng luôn này. Đó, về các bác dùng, các bác căng lên nhìn nó rất là đẹp chắc chắn, mà nó không bị rách lưới rách bạt nhá, rất ok luôn, luồn dây vào là xài thôi. Đấy, kéo đi kéo lại trơn tru, bạt lưới là ngon lành luôn nhá. Đấy, luồn dây vào, kéo ra cái vào là ok. Rồi, lên mã thì em sẽ cái combo 10 cái kẹp bạt lưới, kẹp lưới cái bạt nha nhá. Giá của nó sẽ là 15 ngàn cho một cái combo 10 cái nha. Bán theo một combo một lần là 10 cái thôi nhá. Ở Singapore, đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió ở Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân bảy màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thấy không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40 ngàn này. Một típ keo hai phần như này là 40 ngàn. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ là luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào.
lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn đang luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy như này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa coi nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các bác móc chìa khóa này, móc đồ móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Hot này. Đó, rất nhiều bác hỏi hôm nay hàng đã về nhá. Đó là cái hộp giòn cao su 200 cái. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về và em báo giá cái mã này luôn. Đó, bên em đang gửi bác giá một cái hộp giòn cao su 200 cái như này. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một hộp nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ được cái hộp giòn cao su. Đấy, giòn cao su 200 cái này, 200 chi tiết to nhỏ lẫn lộn nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Bên em vẫn đang bình ổn cho các bác nhá. Mặc dù là hiện tại đang nhập vào giá cũng khá là cao đấy, cao mọi khi nhưng thôi. Em vẫn đang bán giá 40.000 thì thôi, em vẫn cứ để các bác giá 40.000. Đấy, lãi tình cảm các bác thôi. Đấy, các bác yêu quý em thì mua ủng hộ giúp em nhá. Đó thì nó sẽ có các cỡ khác nhau. Đấy thì nó đã có phân cỡ ở trên cái tờ giấy nó đã dán đây này. Đấy, 200 chi tiết nhá. Cái giòn này rất là cần thiết này. Đấy, mỗi lần mà các bác ví dụ như là mình có những cái ống khí này, ống nước, ống hơi thứ này, đấy, cần rất cần những cái giòn này để các bác thay thế này. Đấy, nó sẽ làm kín những cái ống đường truyền của bác nhá. Đấy, rất là ok. Mà cái giòn này rất là dai nhá. Đấy, nó không phải những dạng giòn thường. Đây giòn các bác nhìn này, rất là dai, cực kỳ đàn hồi luôn. Đấy, các bác cứ kéo thoải mái, nó lại về vị trí ban đầu luôn. Giòn cực kỳ dai, nó bằng cao su chuẩn luôn đấy, nên là dùng rất ok và bán cực kỳ nhiều rồi. Với một cái mức giá 40.000 mà các bác được 200 cái giòn này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, dùng vài ba năm. Đấy, đặc biệt là anh em thợ thuyền rất cần những cái sản phẩm nha. Đó thì bữa trước bác nào mà chưa chốt đơn được thì nhanh tay chốt giúp em nhá. Đấy, vì cái mặt hàng này nó không có thường xuyên đâu ạ. Mỗi lần nó về cứ vài trăm hộp thôi mà cứ bán nhoàng cái hết ngay vì rất là hot. Cái mặt tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào sốt tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3A và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mAh. Đó, khi mà các bác xài, các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là
5.0V đấy, tương đương với là 2A đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm với cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu các bác này, thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB này, các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220, thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Pin 1850 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại anh em đang bán là 20.000 một viên nhá, nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là còn các bác có pin rồi thì không cần. Đấy, còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, có thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy, thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài. Và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 1850 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình nhận sai. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên không nhá. Đấy, 20.000 một viên. Thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này nó chung cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây, đây em ghi giá này rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp nhầy nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự linh với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy, thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn, các bác sạc một lần các bác xài từ một tháng cho đến nửa tháng luôn, pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó không thẩm mỹ cái thứ giờ, dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy, thì các bác mua cho em con này về không cần vì dây dợ gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này, các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó, thì
Gửi bác là 90.000 nhá. Các bác cứ lên mã em xem là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con này em đang xài này. Đây cái con này em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá, đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy bật lên này. Đây vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây vào kênh của nhà em này. Đấy bấm ngon lành, các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy các bác nhìn thấy con chuột đây em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy thấy không? Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng, và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ cho bò luôn, bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhá. Đấy bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2 3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhàng. Các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn các nhá. Rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Tiếp tục em lại về cái lô đèn LED 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò của bác luôn. Đấy. À, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, người ta không có hàng thanh lý, thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy hàng xịn sò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt đấy. Đấy để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn, giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình AQ các bác cắm vào là xài thôi. Hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha LED ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này. Rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí cần ánh sáng. Đấy, có con bình AQ lôi ra, cắm cái này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy và đây là hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua một chỗ đây. Đấy, còn đây chủ em review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các nhìn này. Đấy thì những cái vỏ hộp rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, không hàng vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây. À, một dây đỏ và dây đen có thấy thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhé. Đấu sai dây là em chịu các nhá. Nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi thì em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá, đây. À, test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình AQ này. Đây em đang có con bình AQ 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm con này, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy con nhìn này, sáng trắng luôn này. Ở đây em pha bác luôn này, mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy pha xa chưa? Đấy mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa. Đây con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy thấy không, quá ngon lành. Các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy thấy không, giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm, các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng, ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này.
Trước em lấy cả cái con màu vàng, nhưng mà màu vàng thì hơi ế này. Thôi không lấy nữa, toàn này lấy nguyên bác màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Đấy, về các bác sử dụng chế cháo, làm đèn pha xe máy, ô tô, hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi. Công ty bán thì em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha LED 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha LED 12V này. Đèn pha LED 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000. 40.000 một chiếc đèn pha LED 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ, dây đen, nó đã phân biệt đây rồi, thì về các bác nhớ cho là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen là vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha LED 12V 40.000 một cái. Đấy, phụ kiện luôn đó là cái dòng vít nở sắt nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha. Giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 này, 4 này. 4 6 8 10. Đây, 10 con vít nở sắt nha thì sẽ có giá là 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. Cỡ của nó sẽ là cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm, và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt xẻ 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy, và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn đấy. Nói chung về các bác dùng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt cũng nhá. Đấy, dùng hay lắm con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan một cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy, và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ bất công, con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, bắt con này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh này lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá. Ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25mm. Thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó. Vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt với nhá.